Giới thiệu. Sở Trần đã ở rể tại nhà cô 5 năm rồi. Anh ấy là chồng cô, là một người hiền hậu, khôi ngô, tiếc thay, anh lại si ngốc. Cô luôn dặn anh đừng có nói gì, cứ yên lặng cho người ta không biết trí não của anh không tốt. Sở Trần nhếch miệng cười một tiếng, theo bản năng hắn lấy tay gãi gãi đầu, hắn còn sợ người khác không biết mình là kẻ ngốc. Trương đạo sĩ nói, Sở Trần và cháu có số mệnh tương sinh. Cậu con trai này tuy bị khuyết tật bẩm sinh nhưng sau lưng lại có vận khí mạnh mẽ. 5 năm qua, Tống gia cũng là sử dụng cỗ khí vận này để phá vỡ tử cục, khởi tử hồi sinh. Ta đã tính toán, một khi giờ hợi đêm nay trôi qua, cũng là lúc khí vận trên người Sở Trần sẽ hao tổn hết sạch. Khí vận cạn kiệt, hôn nhân phân ly. Mời các bạn nghe chuyện. Vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 1. Sở Trần, anh còn nhớ tôi đã nói với anh những gì không? Tống Nhan nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi chua xót. Người đàn ông đẹp trai, hiền lành này, hắn là Sở Trần, chính là người chồng của cô, hắn đã ở rể nhà họ Tống được 5 năm. Thật đáng tiếc khi hắn lại là một kẻ ngốc, hãy nhớ đừng có nói linh tinh đó. Sở Trần nhếch miệng cười một tiếng, theo bản năng hắn lấy tay gãi gãi đầu, hắn còn sợ người khác không biết mình là kẻ ngốc. Tống Nhan bất lực nói, lên xe đi, chiếc xe phóng nhanh rời đi, thành phố Thiền Thành phồn hoa, đông đúc xe cộ qua lại. Khách sạn Hoàng Đình, một khách sạn có thương hiệu trực thuộc tập đoàn Hoàng Đình, nằm ở trên con phố thương mại thịnh vượng bậc nhất ở Thiền Thành. Khách sạn Hoàng Đình tối nay đặc biệt sôi động, tam tiểu như của nhà họ Tống, ngày thường vốn khiêm tốn, thế mà lần này tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 23 với yến tiệc khá linh đình, ngoài ra khách mời còn toàn là người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp ở Thiền Thành. Tôi cảm thấy tối nay trong Hoàng Đình khả năng có đại sự sẽ xảy ra. Tam tiểu thư nhà họ Tống mới 23 tuổi, nghe nói mấy năm trước cô ấy đã kết hôn, nhà họ Tống đã cưới cho cô ta một tên đến ở rể, hình như còn là một tên ngốc. Trong giới có tin đồn rằng mọi chuyện ở nhà họ Tống đang rất bất ổn trong những năm qua. Họ đã nhờ cao nhân chỉ điểm, cuối cùng đã chiêu mộ được một tên con rể. Trên đường đến khách sạn Hoàng Đình, bên trong xe yên tĩnh, đã 5 năm. Tống Nhan lái xe, ánh mắt chợt lóe, cô liếc nhìn Sở Trần qua kính chiếu hậu. Như thường lệ, Sở Trần ngồi bất động trong xe, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên lộ ra nụ cười ngây ngô. Tống Nhan cau mày, sinh nhật lần thứ 23 cũng là kỷ niệm 5 năm cô kết hôn với Sở Trần. Tai nạn xe hơi cách đây 5 năm đã mang lại cho Tống Nhan nhiều biến động trong cuộc đời cô suốt 5 năm qua. Đêm nay chính là lúc để kết thúc tất cả những chuyện này. Tống Nhan chợt nhận ra rằng trong lòng cô dường như không mong đợi chuyện này tới như cô tưởng. Đặc biệt là khi nhìn thấy Sở Trần nhếch mép cười ngây ngô ở hàng ghế sau qua gương xe, anh ta cười rất thuần khiết. Sau tất cả, Tống Nhan biết rằng sau đêm nay, Sở Trần sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tống, ngủ ngoài đầu đường xó chợ, thậm chí còn trở thành trò cười của đám người cả thành phố, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn sẽ nở nụ cười này. Xe phía trước đột nhiên phanh gấp, Tống Nhan cũng vội đạp phanh. Tinh thần cô bỗng trấn tĩnh. Sở Trần, anh có thể nghe hiểu lời của tôi không? Tống Nhan tự nhủ, sau đêm nay, tôi sẽ cho anh một khoản tiền, anh nhất định phải giấu đi mà rời khỏi Thiền Thành. Dù sao chúng ta cũng đã mang danh nghĩa vợ chồng 5 năm. Xe chạy chậm chậm trên đường, càng đến gần khách sạn Hoàng Đình, Tống Nhan càng bối rối trong lòng mà không thể giải thích được. Quay đầu nhìn lại, Sở Trần đã ngủ say tựa vào bên cửa sổ. Tống Nhan cố gắng trấn tĩnh tâm trạng. Xe chậm rãi dừng trước khách sạn, nhân viên bảo vệ khách sạn đã bước lên mở cửa. Sở Trần, Tống Thiến quay đầu lại gọi vài lần, thấy Sở Trần không có dấu hiệu tỉnh lại, cô không khỏi cười khổ, cô mở cửa sổ xe, sau đó tắt máy xuống xe, nói với bảo vệ khách sạn, hãy để anh ta ngủ ở đây một lúc. Nhân viên bảo vệ khách sạn không khỏi ngây người khi nhìn thấy Tống Nhan. Mỹ nhân đẹp như ngọc, anh có cảm giác như nhìn thấy một tiên nữ giáng trần. Theo bản năng liền gật đầu. Vào lúc này, những người đang đợi ở cửa khách sạn đã đi tới. Nhan tiểu thư, gia chủ đang đợi cô rồi. Người nói là Tống Như Hải, quản gia của nhà họ Tống. Tống Nhan gật đầu, vô thức liếc Sở Trần đang ngủ trong xe, sau đó liền theo Tống Như Hải đi vào khách sạn. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt không ít người, ánh mắt lần lượt sáng lên. Tất cả họ đều biết thân phận của Tống Như Hải. Người vừa tới chẳng lẽ là tam tiểu thư của nhà họ Tống. Thật là quá đẹp. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy trong chớp mắt vừa rồi, tôi cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Vậy thì người còn đang ngủ trong xe, có phải là người trong truyền thuyết,
phu quân của tam tiểu thư nhà nhà họ Tống, tên đại ngốc con rể của anh nhà họ Tống. Lần lượt, mọi ánh mắt tập trung hướng hắn ta. Quả nhiên anh ta là một kẻ ngốc. Dưới tình huống như vậy, anh ta vẫn có thể ngủ ngon như chết. Có tiếng cười chế giễu ở đằng xa, mang theo ánh mắt khinh thường và ghen tị. Đặc biệt sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Tống Nhan tam tiểu thư, mọi người đều đồng tình rằng đó là đóa hoa tiên rơi trong ao phân. Nhưng có điều không ai biết là vào lúc này, trong xe, Sở Trần đang ngủ say, mặt dây chuyền ngọc bích trên ngực hắn nhàn nhạt phát ra ánh sáng màu tím, từ từ xuất hiện một vết nứt, một giọng nói truyền ra từ mặt dây chuyền ngọc bích. Mẹ kiếp, thế mà ta đã tự phong ấn mình được 5 năm, bang một tiếng, mặt dây chuyền bằng ngọc bích vỡ tan tành. Một tia sáng màu tím xuyên thấu vào trong ngực Sở Trần. Bên trong phòng khách sạn, Tống Nhan đứng trước ghế sofa, trước mặt cô là hai người đang ngồi. Một trong hai người, nhà họ Tống gia chủ, Tống Thiên Dương. Ba, Trương Bá Bá. Tống Nhan mở miệng liếc nhìn người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Tống Thiên Dương. Ông ta mặc một bộ Âu phục và giày da, vẻ mặt dữ tợn. Tống Nhan biết thân phận thực sự của người đàn ông trung niên này. Ông ta là một tên đạo sĩ có lai lịch thần bí, tinh thông huyễn học phong thủy. 5 năm trước, nhà họ Tống xảy ra nhiều chuyện, lâm vào tuyệt cảnh, may mà có Trương Bá Bá ra mặt kịp thời, tìm ra cách phá vỡ tình thế. Tống Thiên Dương có vẻ đắc ý, trên mặt nở nụ cười, dù 5 năm qua nhà họ Tống chúng ta có suy sụp đôi chút, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua được khó khăn. Chỉ là, Nhan Nhan, 5 năm này, thực sự đã uất ức cho con. Qua 2 giờ nữa, khi tới giờ hợi, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc. Trương đạo sĩ nói, Sở Trần và cháu có số mệnh tương sinh. Cậu con trai này tuy bị khuyết tật bẩm sinh nhưng sau lưng lại có vận khí mạnh mẽ. 5 năm qua, nhà họ Tống cũng là sử dụng cỗ khí vận này để phá vỡ tử cục, khởi tử hồi sinh. Ta đã tính toán, một khi giờ hợi đêm nay trôi qua, cũng là lúc khí vận trên người Sở Trần sẽ hao tổn hết sạch. Khí vận cạn kiệt, hôn nhân phân ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trái tim Tống Nhan chấn động, cô nhìn Tống Thiên Dương, ba, tối nay có nhất thiết phải thông báo lớn ra bên ngoài như vậy không? Chúng ta có thể để Sở Trần đi mà, cha là vì lợi ích của chính con. Tống Thiên Dương nói, trên đời không có bức tường kín kẽ không khe hở. 5 năm qua, có quá nhiều lời đồn đại về con ở Thiền Thành. Mọi người đều biết sự tồn tại của Sở Trần, ai cũng biết nhà họ Tống tuyển một đứa con rể ngốc nghếch. Ta cũng biết rằng trong 5 năm qua con đã nhận được quá nhiều lời giễu cợt sau lưng. Tối nay là sinh nhật lần thứ 23 của con phải phá bỏ cuộc hôn nhân với Sở Trần trước sự chứng kiến của những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố, sau đó để cậu ấy rời khỏi nhà họ Tống. Cha, đây không phải là ngày mà con đã chờ đợi sao? Tống Thiên Dương đứng lên, con đã uất ức 5 năm vì gia tộc, Sở chờ một sợi khí vận cuối cùng cũng đã ở trên người con. Tống Thiên Dương mỉm cười. Nhìn Tống Nhan, vui vẻ nói, con còn nhớ Diệp Thiếu Hoàng không? Đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Đình cùng con cũng có vài phần duyên phận, gần đây nhà họ Tống có hợp tác vài hạng mục với tập đoàn Hoàng Đình. Hắn không chỉ một lần đánh tâm ý tới con, Diệp Thiếu Hoàng hắn vô cùng coi trọng con. Trước khách sạn Hoàng Đình, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Nhân viên phục vụ và bảo vệ của khách sạn đã sớm nhận được tin báo, đã đứng thành 2 hàng ngay ngắn đợi ở cửa. Cửa mở ra, âm thanh đồng loạt vang lên, chủ nhân. Thiếu gia nhà họ Diệp, Diệp Thiếu Hoàng. Khắp người đều tỏa ra hào quang chói lọi, hắn chính là niềm tự hào của cộng đồng doanh nhân ở Thiền Thành. Diệp Thiếu Hoàng vẻ mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu, có một chút ngạc nhiên sâu trong mắt anh ấy không thể ngờ rằng sẽ có nhiều người đứng ở lối vào khách sạn như vậy. Giám đốc Bàng, Diệp Thiếu Hoàng nhìn người đàn ông trung niên mặc vest đứng trước mặt. Giám đốc Bang vô thức nhìn vào chiếc xe phía bên kia, cửa sổ vẫn còn đang mở. Bên trong là người nào? Diệp Thiếu Hoàng hỏi, chính là vị con rể trong lời đồn của tam tiểu thư nhà nhà họ Tống. Giám đốc Bang nhanh chóng trả lời. Diệp Thiếu Hoàng khẽ nheo mắt lại, trong đầu anh hiện lên một tấm dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Hắn cất bước đi qua, không ít người thấy một màn này, lập tức nín thở. Một người là con trai hào kiệt của Thiền Thành, thanh niên kiệt xuất. Người còn lại là con rể ở nhờ nhà họ Tống, hắn còn là một kẻ ngốc. Giữa hai người không có bất kỳ mối tương giao nào, nhưng hiện tại, con rể nhà họ Tống đang ngủ ở lối vào của khách sạn Hoàng Đình. Đánh thức anh ta dậy, Diệp Thiếu Hoàng dừng lại, khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Đây hẳn là, nhân vật chính, tuyệt đối trong đêm nay. Vài người bước tới và mở cửa xe. Này, tỉnh dậy đi,
Đi ra, Diệp thiếu gia đang tìm anh. Một nhân viên bảo vệ cũng lên xe và đẩy Sở Trần vài lần, nhưng Sở Trần vẫn không đáp lại. Xung quanh có một tràng cười rộn rã. Con rể nhà họ Tống ngủ say như chết trước cửa khách sạn Hoàng Đình. Tràng cười vang rộng rãi. Nhân viên bảo vệ xuống xe, nhìn Diệp Thiếu Hoàng bất lực. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng gạt đi ý cười, quay người đi. Mình thậm chí còn muốn nói vài lời với một kẻ ngốc. Mình thực sự đánh mất bản sắc của mình quá đi. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Thiếu Hoàng xoay người rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, tôi tên là Sở Trần. Ở bên cửa xe, Sở Trần trên mặt lộ ra nụ cười vô hại, vị thiếu gia này, anh muốn tôi có chuyện gì? Diệp Thiếu Hoàng quay đầu lại, ánh mắt của mọi người ở cửa khách sạn đều rơi trên người Sở Trần. Vẻ mặt đều lộ vẻ quái dị. Diệp Thiếu Hoàng đã định rời đi, nhưng Sở Trần lại đột nhiên tỉnh lại, hắn chủ động chào hỏi Diệp Thiếu Hoàng, trong mắt mọi người, hành động của Sở Trần chỉ đơn giản là tự rước nhục. Sở Trần, một tên con rể không rõ lai lịch, hắn chỉ như con kiến trong mắt Diệp Thiếu Hoàng. Cậu là Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng chậm rãi đi đến, nhìn Sở Trần bằng ánh mắt sắc bén, một lúc sau, trên mặt lộ ra ý cười, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên một tràng cười. Danh tiếng của người con rể ngốc nghếch quả thực vang dội. Sở Trần trên mặt cũng là tươi cười. Trong mắt mọi người, đây là một nụ cười ngây ngô mang tính biểu tượng, nhất là dưới vầng hào quang chói lọi của Diệp Thiếu Hoàng, hắn càng lộ vẻ hèn mọn. Diệp Thiếu Hoàng đi tới trước mặt Sở Trần, còn cách một bước, Diệp Thiếu Hoàng vươn tay nhẹ nhàng thu dọn cổ áo xếp nếp của Sở Trần, đồng thời cười nhẹ, hạ giọng nói, tôi nghe Tống tiên sinh nói, từ khi cậu vào nhà họ Tống tới nay, cậu chưa từng nói một câu hoàn chỉnh. Câu nói vừa rồi coi như là màn biểu diễn siêu cấp đi. Diệp Thiếu Hoàng tự nhủ, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của Sở Trần, nói với mấy câu với cậu chắc cậu cũng không hiểu, thân phận con rể nhà họ Tống của cậu sau đêm nay đã hết rồi. Tam tiểu thư nhà họ Tống, sau này sẽ trở thành người phụ nữ của tôi, con mồi mà Diệp Thiếu Hoàng tôi đã nhắm chưa bao giờ có thể thoát ra, hiểu chưa, tên ngốc. Diệp Thiếu Hoàng nhẹ nhàng vỗ vai Sở Trần, lùi lại hai bước, mỉm cười gật đầu, giọng nói kiên định và mạnh mẽ, chào mừng đến với khách sạn Hoàng Đình. Nói xong, Diệp Thiếu Hoàng cũng không đợi Sở Trần phản ứng, xoay người đi vào khách sạn Hoàng Đình. Sở Trần liếc nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Hoàng, duỗi tay phất cổ áo chỗ hắn đã động. Biểu hiện không thích bàn tay bẩn thỉu của hắn ta, thành phố Thiền Thành, nhà họ Tống, khách sạn Hoàng Đình. Sở Trần tự lẩm bẩm, trong mắt người ngoài, cậu con rể ngốc nghếch của nhà họ Tống này lại bắt đầu phát tác tính cách ngốc nghếch của mình. Sở Trần đứng trước của khách sạn cứ thể lẩm bẩm các thông tin. Nhà họ Tống vào thời kỳ Hoàng Kim, có thể hô mưa gọi gió ở Thiền Thành, thế mà thời cuộc bây giờ đi xuống, lại thuê một tên ngốc làm con rể sao? Thật đáng xấu hổ. Nhiều người lắc đầu bước vào khách sạn, không ai biết rằng Sở Trần vào giờ phút này ký ức của 5 năm qua nhanh chóng tái hiện trong tâm trí. 5 năm trước, Sở Trần sau khi học tập thành tài trở về và đi dạo trên đường phố Thiền Thành với tinh thần phấn chấn, mơ ước dùng khả năng của mình để hô mưa gọi gió. Nào ngờ, khi Sở Trần đang lấy một tấm bùa trấn yểm để nghiên cứu thì bị một chiếc ô tô đâm phải. Trấn hồn phù mất khống chế, khóa chặt hai linh hồn và 5 phách của Sở Trần. Phong ấn nó vào mặt dây chuyền ngọc bích trên ngực Sở Trần. Trải qua thế mà đã 5 năm, nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, thì chỉ có thể chờ đợi hồn lực của trấn hồn phù tự động hết hiệu lực. Linh hồn và phách còn lại ở trên người hắn khiến Sở Trần hoàn toàn mê muội suốt 5 năm qua, sống như một kẻ ngốc. Tuy nhiên, anh ta nhớ chính xác những gì đã xảy ra với Sở Trần trong suốt 5 năm qua. Không thể nào tin được, mình vậy mà có thêm một người vợ. Sở Trần lẩm bẩm một mình. Lấy lại tinh thần, tuy nhiên, đêm nay hình như có đại sự sẽ xảy ra. Sở Trần lắc lắc đầu, đi vào khách sạn. Trong suốt 5 năm này, ngày nào anh ta cũng bị trêu chọc là kẻ ngốc. Đêm nay, anh ta sẽ trở thành một kẻ ngốc bị vứt bỏ và hẳn sẽ là trò cười của người dân thành phố. Chỉ là kết cục chưa chắc đã như các người toại nguyện. Sảnh tiệc ở tầng 1 của khách sạn Hoàng Đình. Sở Trần đi vào một cách khiêm tốn, anh ta không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, Sở Trần vẫn đang tiêu hóa những ký ức của 5 năm qua. Khuôn mặt của tấm dung nhan đó trở nên rõ ràng và không thể xóa nhòa trong tâm trí Sở Trần. Có lẽ, cô ấy là người duy nhất không chế giễu mình trong 5 năm qua. Trong tiềm thức đáy lòng Sở Trần có một tia sáng dịu dàng. Vợ của anh ấy, tam tiểu thư của nhà họ Tống, Tống Nhan. Trong phòng tiệc, những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đều tụ họp.
bữa tiệc sinh nhật này dành cho Tam tiểu thư Tống Nhan được tổ chức đặc biệt hoành tráng. Mọi người ở các tầng lớp tranh thủ cơ hội này giao lưu, trong góc này không ai chú ý tới Sở Trần. Bên trong phòng, có người đẩy cửa vào. Cháu nghe nói Sở Trần đang ngủ trong xe. Sau khi Diệp Thiếu Hoàng đến đánh thức anh ta thì anh ta đã biến mất. Tống Như Hải muốn xuống lầu đón Sở Trần, dù sao Sở Trần cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc tối nay. Biến mất, Tống Thiên Dương cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ủ rũ, mang vài người đi tìm đi. Nhất định phải tìm được hắn trong vòng một giờ. Cha, đừng có lo lắng, với chỉ số IQ của Sở Trần thì còn có thể chạy bao xa. Bên cạnh, thanh niên trẻ tuổi chế nhạo, đó là con trai út của Tống Thiên Dương, Tống Thu. Trong gia tộc nhà họ Tống, ai cũng biết cuộc hôn nhân giữa Tống Nhan và Sở Trần chẳng qua là phương thức mà Trương đạo sĩ bày ra để giúp nhà họ Tống phá vỡ tình thế khó khăn trước mắt. Trong 5 năm qua, Tống Nhan và Sở Trần chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tống Thu tự nhiên không để Sở Trần vào trong mắt. Tống Thiên Dương ánh mắt rơi vào trên người Tống Nhan, Nhan Nhi, ba biết con đang suy nghĩ gì, nhưng mà đêm nay tất cả đều là vì danh tiết của con. Con càng nên hiểu rõ ràng đó là đối với Sở Trần. Chúng ta để hắn ta bỏ đi và trục xuất hắn ta khỏi nhà họ Tống thì dưới sự soi mói của rất nhiều con mắt đã là trò cười rồi. Bản thân hắn vốn không phải là một trò cười hay sao? Chị ba à, chị quá lương thiện đi. Tống Thu nói, nếu 5 năm trước nếu không phải nhà họ Tống chúng ta cứu vớt hắn, tên ngốc này không biết có thể sống sót đến ngày hôm nay hay không nữa. Tống Nhan đứng lên, con cũng đi ra ngoài tìm hắn. Con sẽ đi cùng em trai. Tống Thu hừ lạnh một tiếng, ngủ ở cửa khách sạn Hoàng Đình còn quấy nhiễu Diệp Đại Thiếu. Em nghĩ hắn khí vận thật là không may rồi. Tại phòng tiệc, Sở Trần yên lặng ngồi với ly rượu đỏ trên tay. Ánh đèn hơi mờ ảo. Từ trong trí nhớ của hắn, Sở Trần duỗi thắt lưng, ngẩng đầu quét qua, giật mình, vị trí ngồi của hắn quá lệch. Vào dịp như đêm nay, căn bản sẽ không có người muốn chủ động ngồi ở chỗ như thế này. Nhưng bây giờ, không biết từ khi nào có thêm người bên cạnh hắn rồi. Người này cũng chỉ ngẩng đầu nhìn Sở Trần, trong tay khẽ vuốt ly rượu, lộ ra một nụ cười lễ phép. Sở Trần nhân tiện nâng ly chúc mừng và uống cạn ly rượu vang đỏ. Người này sửng sốt, lập tức uống cạn rượu trong ly. Không có giao tiếp bằng lời nói giữa hai người, thiếu niên ánh mắt lộ ra vẻ u sầu, ly rượu lại rót đầy rượu đỏ, hắn liếc mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Trần, Giang Sơn cùng với mỹ nhân, cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Sở Trần sững sờ, lúc này, một người phục vụ đi tới, rót cho Sở Trần một ly rượu khác. Sau khi người phục vụ rời đi, Sở Trần cầm nhẹ ly rượu trong tay, lúc này mới đáp lại, đồng thời nói, tôi sẽ lựa chọn thâu tóm quyền lực thiên hạ, tất cả mỹ nhân đều nằm say dưới gối. Đôi mắt của người thanh niên đột nhiên quét ra một tia sáng, rồi nhanh chóng biến mất, anh có thể có cả hai được sao? Sở Trần không trả lời nữa, hắn đứng lên. Vô cớ nói chuyện với một người xa lạ về Giang Sơn mỹ nhân, Sở Trần cảm thấy bản thân thật là tên ngốc. Sở Trần vừa đi vài bước, liền từ một bên truyền đến tiếng động chói tai, thì ra tên ngốc này trốn ở đây. Trước khi Sở Trần kịp dừng lại, một vài bóng người đã sải bước tới, chặn đường Sở Trần. Anh rể, anh không nghe thấy tôi gọi anh sao? Người thanh niên mặc vest trắng mỉm cười đứng trước mặt Sở Trần, tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Sở Trần, con rể của nhà họ Tống chúng tôi. Tôi nghĩ các người đều đã nghe qua tên của anh ta. Sở Trần nhìn người trước mặt, Tống Khánh Bằng, em họ của Tống Nhan. 5 năm qua, nhà họ Tống không có ai để mắt tới cậu con rể ngốc nghếch của mình. Trong trí nhớ của Sở Trần, khi ở trong nhà Tống Khánh Bằng thường lấy anh ta ra trêu chọc làm thú vui. Vài người xung quanh Tống Khánh Bằng cười nói rộn ràng. Đương nhiên là tôi đã nghe qua rồi. Đêm nay mọi người vẫn còn đang lan truyền, con rể của nhà họ Tống ngủ như heo chết trước cửa khách sạn Hoàng Đình. Còn vừa vặn gặp Diệp Đại Thiếu, đã bị Diệp Đại Thiếu đánh thức. Một cô gái nắm lấy cánh tay của Tống Khánh Bằng nhìn Sở Trần, nhìn tới đây là một nhân tài, thật không ngờ lại là kẻ ngốc. Muốn biết thì thử một cái chẳng phải là rõ hay sao? Tống Khánh Bằng giễu cợt mỉm cười, đi tới một bên, hắn cầm lên một ly rượu đỏ, để người phục vụ rót đầy ly rượu đỏ rồi nhổ nước bọt vào, lúc này mấy người chú ý tới đây không khỏi cảm thán. Không nhịn được rào rào lên, thật là có chút quá phận đi. Đừng nói nhiều nữa, đây đều là người của nhà họ Tống, đó là chuyện trong nhà bọn họ. Tống Khánh Bằng dừng lại, cầm ly rượu và hướng về từng người bạn xung quanh. Tất cả bọn họ lần lượt cười và khạc nhổ vào rượu. Uống ly nước bạch gia này nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống Khánh Bằng cười đi tới bên Sở Trần, anh rể, uống nó đi,
hôm nay tôi sẽ không đánh anh. Tống Khánh Bằng cười nghiền ngẫm, bản thân mình trước giờ quá ư bạo lực đi, không nghĩ ra có cách thú vị như vậy để trêu chọc kẻ ngốc này. Mọi người theo dõi, Sở Trần cầm lấy ly rượu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Khánh Tú, cho tôi uống sao? Tống Khánh Bằng cười, trêu tức hỏi lại, nếu không thì chẳng lẽ cho tôi uống? Sở Trần gật đầu, ồ, một bước tiến tới, Sở Trần đột nhiên đưa tay ra, một tay bóp miệng Tống Khánh Bằng, tay kia rót trực tiếp ly rượu bạch ra vào miệng Tống Khánh Bằng. Hành động diễn ra quá nhanh và đột ngột, tất cả chỉ trong một tích tắc. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tống Khánh Bằng đã nuốt trọn ly rượu bạch ra đầy. Tất cả mọi người đều chết lặng và hóa đá tại chỗ. Không ngờ, Sở Trần lại thực sự làm thật câu nói đùa vừa rồi của Tống Khánh Bằng. Năng lực hiểu biết của một kẻ ngu ngốc thực sự rất hạn chế. Hơn nữa, người đàn ông ngu ngốc đều rất khỏe, ly rượu rót xuống, Tống Khánh Bằng hoàn toàn không có thời gian phản kháng. Dưới sự chú ý của mọi người, sắc mặt Tống Khánh Bằng tái xanh, bụng lật úp, ngồi xổm người xuống rồi mạnh mẽ phun hết ra. Anh ta lúc này đúng là tự bắn vào chân mình, ngay cả cô gái đang nắm tay Tống Khánh Bằng vừa rồi cũng kinh tởm lùi lại vài bước. Tống Khánh Bằng đã uống hết ly nước bạch ra này, cô gái suy nghĩ một hồi, vẫn thật là kinh tởm. Vào lúc này, một vài người bạn của Tống Khánh Bằng đã bước đến và bao vây lấy Sở Trần. Họ biết rằng Tống Khánh Bằng sẽ không bao giờ để cho kẻ ngốc này rời đi được. Ngay cả trong dịp đặc biệt như tối nay, Tống Khánh Bằng không hung hăng đập tên này một trận hắn tuyệt không giải được mối hận trong người. Tống Khánh Bằng đứng lên, trong mắt lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần vẻ mặt vẫn biểu lộ sự lương thiện chân thành, trên mặt lộ ra một tia nhếch mép cười ngây ngô, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm sắp tới. Tống Khánh Bằng áp sát Sở Trần. Người qua đây càng lúc càng nhiều. Người thanh niên vừa uống hai ly rượu với Sở Trần cũng vô thức nhìn nghiêng qua. Sở Trần, mày sắp chết rồi. Vẻ mặt của Tống Khánh Bằng vô cùng lạnh lùng, không ngờ nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời của hắn lại do một kẻ ngốc mang lại. Bộ đồ trắng của Tống Khánh Bằng cũng được nhuộm rất nhiều rượu vang đỏ, trông anh ta vừa dữ tợn vừa chật vật. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, sau lưng đột nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó đám người tản ra, nhóm vài người bước tới. Người vừa phát ra tiếng chính là giám đốc bàng của khách sạn Hoàng Đình, Diệp Thiếu Hoàng đi đầu. Diệp Đại Thiếu, nhiều người lần lượt lên tiếng. Diệp Thiếu Hoàng bước tới, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Sở Trần, khóe miệng treo một nụ cười như không cười. Giám đốc bàng bước tới, hơi cau mày, chuyện gì xảy ra thế này? Tống Khánh Bằng hít sâu một hơi, trấn định tâm tình, nhìn về phía Diệp Thiếu Hoàng, sau đó chỉ vào Sở Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thiếu, là hắn đang gây chuyện. Đêm nay là tiệc sinh nhật của Tống Nhan Tiểu Thư, vì vậy tôi sẽ không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Nhan Tiểu Thư. Diệp Thiếu Hoàng lên tiếng, liếc nhìn Sở Trần, nhàn nhạt nói, vì Sở Trần đã gây ra sự việc, vậy thì hãy để Sở Trần xin lỗi, chuyện này sẽ cho qua đi, cứ coi như cho tôi chút thể diện. Nghe vậy, sắc mặt của Tống Khánh Bằng không khỏi biến đổi vài lần. Tống Khánh Bằng không thể chấp nhận những gì mà Sở Trần đã gây ra khiến hắn xấu hổ trước mặt đám đông mà chỉ có thể nhẹ nhàng xin lỗi. Tuy nhiên, Diệp Thiếu Hoàng đã đích thân ra mặt thì ở Thiền Thành ít người lại không nể mặt hắn. Tống Khánh Bằng ngẩng đầu lên, chạm vào mắt Diệp Thiếu Hoàng, Diệp Thiếu Hoàng khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt lộ ra một tia vui đùa. Tống Khánh Bằng đồng tử hơi co lại, với thực lực của mình, hắn không đủ tư cách ngang hàng với Diệp Thiếu Hoàng, càng không thể lọt vào mắt của Diệp Thiếu Hoàng. Tuy nhiên mới đây, nhà họ Diệp và nhà họ Tống có dự án hợp tác, thì vừa vặn do Diệp Thiếu Hoàng đại diện nhà họ Tống. Tống Khánh Bằng đã gặp Diệp Thiếu Hoàng vài lần, về cơ bản Diệp Thiếu Hoàng có tìm hiểu qua hắn ta về nhà họ Tống, đặc biệt là Tam Tiểu Thư nhà họ Tống, Tống Nhan. Sở Trần là chồng của Tam Tiểu Thư Tống Nhan. Diệp Thiếu Hoàng không có lý do gì để giúp Sở Trần, cho nên chỉ có một khả năng, Diệp Thiếu Hoàng mượn việc hắn có thể xin lỗi để làm nhục Sở Trần. Đây là đang mượn tay mình. Tống Khánh Bằng nhìn Sở Trần, trong lòng hắn đã có toan tính. Hắn cất bước về phía Sở Trần, chậm rãi nói, Sở Trần, mày nghe rõ chưa? Hôm nay toa để cho Diệp Đại Thiếu chút thể diện, mày qua đây, quỳ xuống xin lỗi nhanh. Lời vừa dứt, ánh mắt của người xem lại rơi vào trên người Sở Trần. Quỳ xuống và xin lỗi. Liệu người con rể ngốc nghếch này của nhà họ Tống có nghe lời không? Sở Trần nhàn nhạt nở nụ cười, tiến lên hai bước, tôi quỳ xuống sao? Tống Khánh Bằng chế nhạo, nếu không thì là tao sao? Khoảnh khắc Tống Khánh Bằng chạm vào mắt Sở Trần, anh đột nhiên nghĩ đến cảnh uống rượu bạch ra vừa rồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi,
theo phản xạ hắn đột nhiên lùi lại hai bước. Khi hắn vừa định thần, nhiều người nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Tống Khánh Bằng càng cảm thấy tức giận, hắn giờ đây bị một kẻ ngu ngốc dọa làm cho sợ hãi. Sau khi hít sâu một hơi, Tống Khánh Bằng trong mắt lóe lên hung quang, quỳ xuống. Tống Khánh Bằng, cậu có tư cách gì mà bắt anh ấy quỳ xuống? Một âm thanh giòn giã vang lên, mọi người đều ghé mắt nhìn lại, một tia sáng vụt qua trong ánh mắt mọi người. Với vẻ đẹp tựa như tiên nữ, chiếc váy dài tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, bước ra khỏi đám đông, giống như một đóa hoa tiên nở rộ, toát lên vẻ rực rỡ quyến rũ. Tam tiểu thư, Tống Nhan. Tống Nhan đi tới, theo sau là Tống Thu. Tống Thu liếc nhìn Tống Khánh Bằng, vết đỏ trên bộ đồ trắng khiến hắn giật mình. Hắn cho rằng Tống Khánh Bằng đang bắt nạt Sở Trần, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn giống như Sở Trần bắt nạt Tống Khánh Bằng hơn. Khi Tống Khánh Bằng nhìn thấy Tống Nhan, nội tâm của hắn sợ hãi và hắn mất dần tự tin. Nhà họ Tống biết Sở Trần là kẻ ngốc, ngày thường nhà họ Tống dùng cậu con rể ngốc nghếch này để làm trò tiêu khiển, tuy nhiên không ai dám bắt nạt Sở Trần một cách vô lương tâm trước mặt Tống Nhan. Tống Nhan trên danh nghĩa là vợ hắn và Tống Nhan luôn bảo vệ Sở Trần. Kể cả vào thời khắc này của đêm nay, nó cũng không phải là ngoại lệ. Tống Nhan trực tiếp đứng trước mặt Sở Trần. Cô không hỏi Sở Trần cái gì, trong 5 năm này không ai hiểu rõ Sở Trần hơn cô. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Tống Nhan có thể chắc chắn rằng nhất định là Tống Khánh Bằng lại bắt nạt Sở Trần. Vẻ mặt của Tống Khánh Bằng thay đổi và hắn nhìn sang Diệp Thiếu Hoàng cầu cứu. Vẻ mặt của Diệp Thiếu Hoàng rất bình tĩnh và điềm đạm, anh ta mỉm cười hướng về phía Tống Nhan, Tống Tiểu Thư, chúng ta lại gặp nhau. Tống Nhan gật đầu đáp lại, Khánh Bằng, có chuyện gì vậy? Tống Thu hỏi, Tống Khánh Bằng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, hắn thừa dịp em không để ý, ép em uống một ly rượu. Khi Tống Khánh Bằng nói xong câu này, hắn vẫn cảm thấy bụng mình quặn lên vài lần. Ngay cả Tống Nhan cũng bất ngờ, quay sang nhìn Sở Trần. 5 năm qua, Sở Trần luôn bị bắt nạt và không chịu đáp trả. Thế mà tối nay anh ấy lại động thủ với Tống Khánh Bằng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Trần, Tống Nhan cau mày nhìn Tống Khánh Bằng lạnh lùng, cô vẫn không tin Sở Trần sẽ động thủ với Tống Khánh Bằng. Anh ta là anh rể của cậu, cậu bị sao vậy? Tống Khánh Bằng chết lặng, hắn không dám kể về Bạch Gia trước mặt Tống Nhan. Sở Trần, đi cùng tôi. Tống Nhan không nói gì thêm, họ đều là người của nhà họ Tống. Dưới tình huống này để mọi người vây xem quá đáng xấu hổ. Sở Trần đi theo Tống Nhan rời khỏi sảnh tiệc. Nhiều ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người họ rời đi với những biểu cảm khác nhau. Đôi mắt của Tống Khánh Bằng lóe lên một cách bất đắc dĩ. Sỉ nhục vào tối nay, hắn sẽ không thể để yên. Bằng thiếu gia, vẫn còn ngày rộng tháng dài. Một người bước đến bên cạnh Tống Khánh Bằng và nói nhỏ, Tống Nhan sẽ không một mực ở bên cạnh tên ngốc này. Tống Nhan đưa Sở Trần đến phòng họp nhỏ trên lầu 2 của khách sạn. Ánh mắt của Sở Trần quét qua, cộng thêm Tống Thu đã đuổi kịp phía sau, người nhà của Tống Nhan gần như đều có mặt ở đó. Phụ thân Tống Thiên Dương, mẫu thân Tô Nguyệt, Tống Nhan là con thứ ba của nhà họ Tống gia chủ. Cả hai chị gái đều đang ngồi bên cạnh Tô Nguyệt, ngồi đối diện trong bộ vest và cà vạt chính là hai người anh rể của Tống Nhan. Họ đều là con của những phú thương ở Thiền Thành, đều là những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Tống Thu là con trai duy nhất của nhà họ Tống gia chủ, hắn đi tới bên cạnh Tống Thiên Dương ngồi xuống, chế nhạo nhìn Sở Trần, đêm nay hắn đã làm mất mặt nhà chúng ta, hắn đã ép cho Khánh Bằng uống một ly rượu, còn làm tất cả trước mặt của Diệp Thiếu. Diệp Thiếu Hoàng, Tống Thiên Dương cau mày, nhìn qua một bên, nói, Nhan Nhan, con ngồi đi. Sở Trần đứng ở phía sau Tống Nhan, anh ấy đã quen với điều đó. Trong 5 năm qua, bất cứ khi nào có cuộc họp gia đình như vậy, anh chỉ có thể đứng sau lưng Tống Nhan. Sở Trần, cậu cũng ngồi đi. Tống Thiên Dương nói, vẻ mặt Tống Nhan hơi ngạc nhiên. Đây là đại ngộ chưa từng có trong 5 năm qua. Sở Trần không nghĩ nhiều, kéo một cái ghế đến bên cạnh Tống Nhan rồi ngồi xuống. Tống Thiên Dương ném tập tài liệu đến trước mặt Sở Trần trước mặt. Cậu viết tên của bản thân vào đi. Tống Nhan mở tập tài liệu, trên đó có một trang ghi thỏa thuận ly hôn. Khuôn mặt của Tống Nhan vô thức tái đi. Nội tâm cô ấy như bị thứ gì đó đâm vào sâu trong trái tim mình. Cách đây 5 năm, cô ấy đã từng rất kháng cự, nhưng hết thảy vì gia tộc nên phải chấp nhận. 5 năm qua, cô và Sở Trần ở bên nhau ngày đêm, tuy rằng không nói nhiều bằng lời với nhau, nhưng đối với Tống Nhan, sự tồn tại của Sở Trần dần trở thành thói quen. Đột nhiên nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn này, Tống Nhan có cảm giác không nói lên lời. Cô ấy lẽ ra phải mong chờ ngày này đến nhanh,
cô vẫn nhớ vào 5 năm trước cha cô ấy đã nói với cô ấy rằng 5 năm sẽ trôi qua sớm thôi. Trong nháy mắt, ngày này vậy mà đã đến. Trong sâu thẳm trái tim cô, có một tia không nỡ. Thế nhưng, Tống Nhan tự nhiên hiểu rõ trong lòng cô vĩnh viễn sẽ không thể cùng Sở Trần chung sống. Đường đời còn dài lắm. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, trên mặt Sở Trần vẫn là vẻ mặt tươi cười. Có lẽ cuộc sống cứ mơ hồ như thế cả đời, cũng là một điều tốt. Tống Thiên Dương liếc nhìn thời gian, còn có một giờ đồng hồ nữa, thời gian vừa đến hãy để Sở Trần ký tên. Lúc này, cửa phòng hội nghị có tiếng gõ vang, Tống Như Hải bước vào, gia chủ, vị khách quý từ Dương Thành đã đến. Tốt, Tống Thiên Dương lần đầu tiên đứng lên, toát ra vui mừng, chúng ta lập tức đi gặp. Tống Thiên Dương nhanh chóng rời đi. Rõ ràng vị khách quý của Dương Thành mà Tống Như Hải vừa nói rất quan trọng đối với ông ta. Sở Trần ánh mắt rơi vào tập tài liệu. Sau khi bị phong ấn bởi trấn hồn phù trong 5 năm, anh tỉnh dậy và phát hiện ra rằng mình đã có thêm một người vợ, nhưng bây giờ có vẻ như mối quan hệ giữa anh và Tống Nhan chỉ còn tồn tại trong một giờ nữa. Nhà họ Tống muốn vứt bỏ con rể của mình, cửa phòng họp nhẹ nhàng đóng lại. Một vị khách quý đến từ Dương Thành. Đó là ai? Tống Thu không khỏi tò mò nói. Tiểu Thu, con không còn trẻ nữa. Đã đến lúc tìm hiểu thêm về chuyện của gia tộc. Tô Nguyệt nói, gần đây, cha của con có ý định nhảy vào ngành dược phẩm, Dương Thành nhà họ Hạ, con chắc hẳn đã nghe qua. Nhà họ Hạ, ở bên cạnh, đại tiểu thư của nhà họ Tống cảm thán rồi đứng dậy theo phản xạ, mẹ, vị khách quý nhà họ Hạ đến, cha tại sao không đưa Tín Bình đi? Anh rể cả Lâm Tín Bình nhìn Tô Nguyệt với ánh mắt tha thiết. Sản nghiệp của Lâm gia lấy chế dược làm chủ, tuy nhiên so với nhà họ Hạ ở Dương Thành thì chênh lệch quá lớn, Lâm gia cũng cố gắng liên hệ với nhà họ Hạ của Dương Thành, nhưng đều đụng phải một bức tường thành. Lần này là lão gia tử đích thân ra mặt, nhà họ Hạ cuối cùng cũng đồng ý phái ra một vị thiếu gia đến bàn bạc triển vọng hợp tác với nhà họ Tống. Hẳn là tôi luyện một phen người trẻ tuổi này, Tô Nguyệt nói, cha của con rất coi trọng cơ hội khó giành được này. Cô gia của Tam muội thật nhiều khí vận. Nhị tiểu thư nhà họ Tống cười nhìn Sở Trần ở một bên, sắp rời khỏi nhà họ Tống, vẫn còn lưu lại hai món quà lớn. Nhà họ Diệp rồi nhà họ Hạ, nhị tỷ phu vẻ mặt cũng hào hứng không kém, nếu nắm bắt được hai đường này, nhà họ Tống có thể trở lại thời Hoàng Kim. Nhà họ Hạ đã phái tiểu thiếu gia ra ngoài nên chắc hẳn có ý định tôi luyện. Nếu cha nắm bắt được cơ hội này sẽ có cơ hội lên chung chiếc thuyền của nhà họ Hạ. Tô Nguyệt nhìn Tống Nhan, về phần nhà họ Diệp. Tất cả đều tùy thuộc vào Nhan Nhan. Mấy người đều nhìn về phía Tống Nhan. Diệp Thiếu Hoàng nhìn chúng Tống Nhan, đây đã không còn là bí mật của nhà họ Tống. Về phần Sở Trần, cậu con rể thứ ba của nhà họ Tống, không ai quan tâm. Tống Nhan nắm chặt cây bút trong tay cô, nhưng không có đáp lại. Cô ấy có thể sẽ ký vào thỏa thuận ly hôn, nhưng nó không đồng nghĩa là cô ấy sẽ chấp nhận Diệp Thiếu Hoàng. Nhà họ Hạ xuất hiện ở đây. Điều này có nghĩa là nhà họ Hạ có hứng thú với thị trường của Thiền Thành. Lâm Tín Bình không khỏi nhấp nhổm, điều anh quan tâm hơn cả là động thái tiếp theo của nhà họ Hạ, cái này có ảnh hưởng quan trọng không chỉ đối với nhà họ Tống, mà còn có cả Lâm gia. Lâm Tín Bình nóng lòng bước đến ngay cửa kế bên, để nhìn thấy vị khách quý đến từ nhà họ Hạ. Trong phòng họp nhỏ này, nhà họ Tống mỗi người đều có tâm tư riêng. Tất cả đều đang chờ đợi giờ lành tới. Họ cũng luôn tin rằng may mắn cuối cùng của Sở Trần nhất định sẽ giúp nhà họ Tống cất cánh. Xét cho cùng, trong 5 năm qua, mặc dù cậu con rể ngốc nghếch của nhà họ Tống trở thành trò cười trong nhà họ, nhưng nhà họ Tống quả thật vì sự có mặt của cậu con rể ngốc nghếch này mà hết lần này đến lần khác sống lại. Khách sạn Hoàng Đình là một trong những khách sạn tổng hợp lớn nhất ở Thiền Thành, ở đây phòng họp lớn nhỏ đều vô cùng nhiều. Tống Thiên Dương giải thích cặn kẽ bản kế hoạch trong tay. Đây là tất cả kế hoạch gia nhập ngành dược phẩm của nhà họ Tống và họ bày tỏ mong muốn được hợp tác mạnh mẽ với nhà họ Hạ. Tống Thiên Dương là một kẻ máu mặt trong giới kinh doanh, đã trải qua biết bao cuộc chiến không bom đạn trên bàn đàm phán. Nhưng vào lúc này, Tống Thiên Dương trong lòng có loại cảm giác vô lực. Vị thiếu gia mà nhà họ Hạ phái tới, từ lúc gặp mặt chỉ giao tiếp với Tống Thiên Dương một câu chào hỏi đơn giản, nhưng từ dáng vẻ của anh ta cũng không quan tâm lắm. Mặc dù Tống Thiên Dương đã trình bày ở trong sổ kế hoạch này khá chăm chỉ về đủ loại công phu, mánh khóe nhưng dường như vẫn không thể lay chuyển được nhà họ Hạ. Hạ Bắc, Tam thiếu gia nhà họ Hạ, nếu Sở Trần nhìn thấy người này, nhất định sẽ nhận ra vị khách quý đến từ nhà họ Hạ này, chính là cậu thanh niên vừa mới nâng ly rượu, còn cùng hắn vừa nói chuyện về một chủ đề.
Trong phòng họp chỉ có hai người là Tống Thiên Dương và Hạ Bác. Tống Thiên Dương nói xong, Hạ Bác vừa lúc lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, sau đó khẽ nhíu mày, những gì Tống Tiên Sinh đã nói rất có lý, tôi cũng rất tán thành ý kiến của ngài, nhưng mà có vẻ đối với nhà họ Hạ những thứ này không có trợ giúp gì lớn. Hạ Bác căn bản không có nghe hết kế hoạch của Tống Thiên Dương, hắn chỉ là trả lời qua loa một cách hình thức. Từ lúc ông nội phái mình chịu trách nhiệm đàm phán hợp tác với nhà họ Tống, Hạ Bác đã biết ông nội đối với việc hợp tác này không có hứng thú lắm. Bởi vì Hạ Bác rất ít khi can thiệp vào hoạt động kinh doanh của gia tộc. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là để hắn lùa vịt trong chuồng, chỉ là gia tộc muốn Hạ Bác tiếp xúc với bầu không khí trong thương trường một chút. Nếu không phải lão gia tử nói, Tống lão gia tử hồi đó có chút giao tình với hắn, kêu hắn tới đây, tối nay Hạ Bác cũng sẽ không tới. Tuy nhiên, lão gia cũng cho biết giao tình giữa ông và nhà họ Tống chỉ đến đây. Hai bên có thể đạt được sự hợp tác nào đó hay không sẽ giao hoàn toàn quyền quyết định cho Hạ Bác. Thiếu gia nhà họ Hạ ở trước mặt đơn giản bày ra vẻ mặt không muốn hợp tác, điều này khiến cho trong lòng Tống Thiên Dương có đầy đủ kế hoạch ứng phó cũng dùng không được. Thị trường ở Thiền Thành thực sự không nhỏ. Tống Thiên Dương nói, chỉ là ngành dược phẩm ở Thiền Thành bị đám gia tộc đó khống chế phần lớn tài nguyên. Nếu như nhà họ Hạ muốn đóng quân ở Thiền Thành thì nhất định phải có bước đột phá. Tôi tin rằng nhà họ Tống có thể làm được điều này. Hạ Bác ngẩng đầu, nhìn Tống Thiên Dương một lúc, khẽ thở dài, Tống Thiên Sinh, tôi luôn cảm thấy chênh lệch tuổi tác giữa tôi và ngài quá lớn. Khi chúng ta nói chuyện thì có một khoảng cách thế hệ trong đó. Tôi đã thấy con rể của ngài, tại sao không để con rể của ngài đến và nói chuyện với tôi? Lời vừa dứt, con người của Tống Thiên Dương không khỏi trợn to lên, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây là điều kiện đầu tiên mà Hạ Thiếu Gia đưa ra trong đêm nay. Không sợ đối phương đưa ra điều kiện, chỉ sợ đối phương đến điều kiện cũng không để ý. Được, con rể của tôi tình cờ cũng làm trong ngành dược. Hạ Thiếu Gia chờ một chút, tôi sẽ gọi ngay cho cậu ấy. Tống Thiên Dương quay người bước ra ngoài. Mặt khác, một gian phòng hội nghị. 10 phút sau, Lâm Tín Bình nhìn Sở Trần thở dài, đồng thời trong tiềm thức liếc nhìn Tống Nhan, tam tiểu thư nhà họ Tống, thiên hạ tuyệt sắc. Xinh đẹp hơn nhiều so với hai cô chị gái, đáng tiếc tên ngốc này không có phúc khí hưởng thụ. 3. Đột nhiên, cây bút mà Tống Nhan đang giữ chặt bị gãy. Sở Trần nhìn lướt qua, tim không khỏi khẽ động, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Tống Thiên Dương bước vào, vui mừng nhìn Lâm Tín Bình. Tín Bình, Hạ Thiếu Gia nôi muốn gặp con đi cùng ta. Cái gì? Lâm Tín Bình đột ngột đứng lên, vẻ mặt hưng phấn, như không thể tin vào tai mình. Tín Bình! Còn không mau đi thôi. Tống đại tiểu thư cũng nhảy cẫng lên vì phấn khích, cảm giác như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Lâm Tín Bình vội vàng đi theo Tống Thiên Dương ra ngoài. Chị giấu thật sâu, thật sự còn quen biết Hạ Thiếu Gia. Tống nhị tiểu thư ghen tị nói. Liền ngay cả em cũng không biết đây này. Tống đại tiểu thư cười lớn, có thể là thành tích của Tín Bình trong 2 năm qua khá tốt, chắc hẳn anh ấy cũng được chú ý một chút. Xem ra lần này có Tín Bình ở đây. Đối với nhà họ Hạ này cũng có hy vọng. Vẻ mặt của Tô Nguyệt cũng thể hiện sự mong đợi. Cửa phòng họp bên cạnh mở ra, Tống Thiên Dương và Lâm Tín Bình cùng bước vào, Hạ Thiếu Gia, Tín Bình đã đến rồi. Hạ Bác nhìn lên, Lâm Tín Bình vẻ mặt hưng phấn, bước nhanh lên trước, cúi đầu chào, Hạ Thiếu. Hạ Bác sững sờ, sau đó nhìn Tống Thiên Dương, cau mày nói, người tôi nói không phải hắn. Nghe vậy, vẻ mặt của Lâm Tín Bình và Tống Thiên Dương đồng thời cứng lại. Hóa ra là họ tự làm nháo sự tình. Tống Tiên Sinh, ngài chỉ có người con rể này sao? Hạ Bác hỏi, không, ta còn một người nữa. Tống Thiên Dương hoàn hồn, vỗ vỗ vai Lâm Tín Bình, hai người lại đi trở về. Tại sao nhanh quá vậy? Tổng đại tiểu thư còn chưa ngồi xuống. Lâm Tín Bình nhìn một cái, Chu Kiếm, không ngờ cậu thế mà ẩn giấu một tay. Người mà Hạ Thiếu Gia muốn gặp chính là cậu. Giọng của Lâm Tín Bình có chút chua xót. Mọi người đều nhìn chồng của Tống nhị tiểu thư, Chu Kiếm với ánh mắt khó tin. Chu Kiếm sửng sốt, muốn gặp em. Tống nhị tiểu thư vội vàng đẩy Chu Kiếm, Hạ Thiếu Gia muốn gặp anh, vậy anh mau chóng đi nhanh thôi. Có thể đây chính là phút cuối cùng phần may mắn mà em rể mang lại cho chúng ta. Chu Kiếm vội vàng đi theo Tống Thiên Dương ra ngoài. Lâm Tín Bình hơi bơ phờ ngồi xuống, hạnh phúc đến quá đột ngột và biến mất quá nhanh. Không ngờ Chu Kiếm lại quen biết Hạ Thiếu Gia. Tên nhóc đó ngay cả anh cũng giấu giếm. Tống nhị tiểu thư mừng như nở hoa, cánh cửa phòng họp bên cạnh lại lần nữa bị đẩy ra. Hạ Bác liếc mắt, nhẹ lắc đầu, cũng không phải anh ta.
Tống Thiên Dương sững sờ. Con rể nhà họ Tống, ngoại trừ Lâm Tín Bình, không phải là Khu Kiếm thì còn ai? Chẳng lẽ Hạ Bác nhận nhầm người? Tống Thiên Dương tim đập loạn, nếu thật như vậy, thông tuyến lần này với Hạ Bác là vô dụng rồi. Hạ Bác lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Tống Thiên Dương và Chu Kiếm bước ra ngoài sau đó. Hạ Bác tiến lên hai bước, nhìn về phía phòng họp có cánh cửa mở ra bên cạnh. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Hạ Bác bước vào. Mọi người lần lượt nhìn lên, trong tiềm thức đứng lên. Đây là Tam thiếu gia nhà họ Hạ. Tống Thiên Dương bước vào. Sở Trần nhìn lại, Hạ Bác cười với anh ta rồi đưa tay về phía Sở Trần. Chúng ta lại gặp mặt nhau nhỉ? Tên tôi là Hạ Bác. Cả phòng họp đồng loạt im lặng. Mọi người đều đờ đẫn. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sở Trần đứng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn duỗi tay một nắm, Sở Trần. Trong phòng họp im lặng đến chết người, người nhà họ Tống nhìn cảnh tượng này với ánh mắt khó tin. Người mà Tam thiếu gia của nhà họ Hạ ở Dương Thành muốn gặp lại chính là con rể sắp bị nhà họ Tống bỏ rơi. Tống Nhan không kiềm được mà đứng dậy với cây bút gãy trên tay. Tống tiên sinh, vị này, không phải là con rể của ngài sao? Hạ Bác lên tiếng, đồng tử Tống Thiên Dương co rút lại. Theo thời gian mà Trương đạo sĩ đưa ra, chỉ còn chưa đầy 3 phút nữa Sở Trần sẽ phải ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Nhưng mà, Hạ thiếu gia trước mặt dường như chỉ có quan tâm tới Sở Trần. Chẳng lẽ nhà họ Tống phải dựa vào, Sở Trần mới nắm được lộ tuyến của nhà họ Hạ? Hạ thiếu gia, hắn, Tống Thiên Dương mở miệng, gần như thốt ra hai chữ tên ngốc khỏi miệng, đúng. Vậy được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Sở Trần. Hạ Bác liếc nhìn Sở Trần, xoay người bước ra ngoài trước. Mọi ánh mắt của người nhà họ Tống đều rơi vào trên người Sở Trần. Loại chuyện này xảy ra với Sở Trần, theo ý kiến của họ, đơn giản là một kỳ tích. Một chiếc bánh là từ trên trời rơi xuống, không có lý do gì lại rơi trên người một kẻ ngốc. Lâm Tín Bình không thể tin được tại sao Hạ thiếu gia phải nói chuyện với Sở Trần. Sở Trần, làm sao cậu biết Tam thiếu gia nhà họ Hạ? Chu Kiếm không nhịn được hỏi. Sở Trần ngẩng đầu, vừa mới quen biết. Mọi người, Sở Trần. Cậu đi trước đi. Tống Thiên Dương liếc nhìn Sở Trần có phần phức tạp. Sau khi Sở Trần đi ra ngoài, Tống Nhị Tiểu Thư nhìn lướt qua tờ giấy thỏa thuận ly hôn trên bàn làm việc, vẻ mặt hơi thay đổi, đã đến thời điểm mà Trương Bá Bá ấn định, vận may của Sở Trần cũng sắp hết, tùy tiện để hắn qua rồi nói chuyện, không may nói sai chuyện gì, không phải chúng ta đắc tội với nhà họ Hạ sao? Sẽ không lâu đâu, Tống Thiên Dương hít sâu một hơi, tình huống hiện tại của nhà họ Tống. Nếu có thể hợp tác thành công với nhà họ Hạ, đó sẽ là một bước ngoặt tuyệt vời, cho dù chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng muốn tranh giành. Sở Trần còn không thể nói suôn sẻ vài câu, ta sợ rằng sẽ khó làm mất lòng Hạ thiếu gia. Lâm Tín Bình nở nụ cười, con cũng đã đoán ra, có thể Hạ thiếu gia nghe đến danh tiếng của Sở Trần, chắn hẳn cậy ấy muốn vui vẻ. Phòng họp bên cạnh, Sở Trần và Hạ Bác ngồi đối diện nhau. Tôi là Tam thiếu gia nhà họ Hạ. Anh là con rể của Tam tiểu thư nhà họ Tống, chúng ta tương đối có duyên phận. Hạ Bác cười nhìn Sở Trần, nghe nói con rể thứ ba của nhà họ Tống là con rể ở nhờ, còn là tên ngốc. Sở Trần cười gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, tôi cảm thấy bọn họ mới là lũ ngốc. Hạ Bác bật cười, trong mắt hiện lên sự tò mò, anh mang đến cho tôi cảm giác rất kỳ lạ. Vừa rồi tôi cũng đã nhìn thấy tranh chấp trong sảnh tiệc. Tôi không tin đây là chuyện một kẻ ngu ngốc có thể xử lý được. Sở Trần, tại sao anh lại muốn làm trò hề của nhà họ Tống? Sở Trần vừa muốn nói, Hạ Bác lại cười, chớp mắt nhìn Sở Trần, tôi hiểu rồi, Tống Nhan tiểu thư tướng mạo tiên thiên, đổi lại là tôi cho dù có ngốc cả một đời cũng không hối hận. Sở Trần sững sờ, vừa rồi, thấy Tống Thiên Dương vội vàng đi tới đi lui mấy lần khi ở phòng họp bên cạnh, khiến người ta lầm tưởng vị khách quý của nhà họ Hạ là một người lạnh lùng. Bây giờ, xem ra người đàn ông này là một kẻ đào hoa. Khó trách lúc trước anh ấy đột nhiên tự hỏi mình, muốn giang sơn hay mỹ nhân, bản thân anh ấy chắc chắn thích cái sau hơn. Hạ Bác dường như ý thức được sự thất thái của bản thân, anh ta lại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, trước ngày hôm nay, tôi cùng anh ý nghĩ ban đầu là không giống nhau. Ở đời, có một người mỹ nhân xinh đẹp làm bạn và sống hạnh phúc là tốt rồi. Sở Trần nói, tuy nhiên, 8 chữ đó của anh khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Ánh mắt của Hạ Bác rất dữ tợn. Thâu tóm quyền lực thiên hạ, say rượu trên đầu gối của mỹ nhân, cuộc sống tiêu sái, đây mới là điều Hạ Bác tôi muốn theo đuổi. Hạ Bác nhìn Sở Trần, thấy Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi ngẩn ra, anh tại sao không cao hứng. Khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật,
Hạ thiếu gia này phải chăng thiếu chút quyền lực? Đang truyền bá sao? Hạ Bắc nói, anh có biết tại sao lão gia tử lại cử tôi đến tiếp xúc với nhà họ Tống của anh không? Bởi vì, trong nhà họ Hạ, không ai quan tâm đến việc hợp tác với nhà họ Tống, sở dĩ như thế mới phái tôi qua đây làm một chuyện lấy lệ thôi. Tôi là tam thiếu gia chưa từng làm qua chuyện của nhà họ Hạ, anh là con rể thứ ba không ai trong nhà họ Tống coi trọng. Hạ Bắc cười vui vẻ, tôi đột nhiên phát hiện ra chúng ta đơn giản là một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu hai người hợp tác để tạo ra một giang sơn ở Thiền Thành, anh nói liệu có làm cho tất cả mọi người phải giật mình không? Sở Trần trong lòng cảm động, ánh mắt trao đổi với Hạ Bắc, anh là tam thiếu gia của nhà họ Hạ, có rất nhiều tài nguyên, nhân mạch. Tôi chỉ là con rể ở nhờ, tôi không có tiền, không có quyền, càng không thể giúp anh được chuyện gì. Ha ha ha, chỉ với tám từ mà cậu đã nói với tôi, nó xứng đáng là món quà tuyệt vời mà cậu đã tặng cho tôi. Hạ Bắc vỗ vỗ vai Sở Trần, trong mắt lộ ra vẻ khích lệ, Tiểu Trần, cứ buông tay mà làm đi. Nếu có chuyện gì, Bắc ca sẽ che chở cho cậu. Điện thoại của Hạ Bắc đột nhiên vang lên, cầm lên xem một cái, hai mắt sáng rực, được rồi, Tiểu Trần, 12 giờ trưa mai ta sẽ gặp cậu, chúng ta sẽ trao đổi cụ thể. Hạ Bắc vội vàng rời đi, Sở Trần nhìn bóng lưng biến mất của Hạ Bắc, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tám chữ, trình độ toán học của Hạ Tam thiếu gia thật đáng lo ngại. Mặc dù vị thiếu gia nhà họ Hạ ở Dương Thành này có địa vị nổi bật, nhưng đối với Sở Trần lúc này dường như quá mức không đáng tin cậy. Điều mà Sở Trần không biết là tuy Hạ Bắc bước đi rất vội vàng nhưng anh ta cũng không quên để lại một lời khi đi ngang qua phòng họp bên cạnh. Nhà họ Hạ và nhà họ Tống có thể hợp tác, nhưng với điều kiện người chịu trách nhiệm của nhà họ Tống chỉ có thể là Sở Trần. Khi Sở Trần quay lại, người nhà họ Tống vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ có thể là Sở Trần. Với một lời nói của Hạ thiếu gia, Sở Trần, con rể của nhà họ Tống, người sắp bị bỏ rơi, xoay người liền trở thành một nhân vật quan trọng. Mọi người đều nhìn Sở Trần với ánh mắt khó tin, cho đến bây giờ, đều nghĩ không thông được. Hạ thiếu gia, cuối cùng coi trong tên ngốc này ở điểm nào? Đây chẳng lẽ là người đần có phúc khí? Đại tỷ phu Lâm Tín Bình không khỏi chua ngoa nói, trong mắt đầy vẻ khó chịu, nếu thật sự cần đại diện cá nhân của nhà họ Tống và nhà họ Hạ bàn bạc hợp tác. Anh ta nhất định là người có tư cách nhất. Anh ta muốn nói rằng Hạ thiếu gia bị mù, nhưng anh ta không có gan. Cha, vậy bản thỏa thuận này có phải nên ký trước đi? Tống nhị tiểu thư nói, Trương bá bá đã nói rõ rằng vận may của Sở Trần đã kết thúc vào lúc này. Hơn nữa, dựa vào việc Sở Trần nói chuyện hợp tác với nhà họ Hạ mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ là làm cho người của toàn thành cười rụng răng. Lông mày của Tô Nguyệt cũng nhíu lại, Hạ thiếu gia đích thân chỉ mặt nói Sở Trần. Nhưng không ai trong nhà họ Tống có thể tin tưởng Sở Trần. Tình tình lo lắng vừa rồi cũng có lý. Tô Nguyệt nói, trong trường hợp, Sở Trần đã xúc phạm nhà họ Hạ vì sự hợp tác này thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhị tiểu thư nhà họ Tống, Tống Tình, đại tiểu thư là Tống Vân. Chị hiểu rồi, Tống Vân sau lưng đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, hai mắt mở to, mọi người nghĩ kỹ đi. Trương bá bá nói sau đêm nay vận may của Sở Trần sẽ hết, điều đó có nghĩa là kế tiếp vận may của Sở Trần sẽ rất tệ. Sự xuất hiện của Hạ thiếu gia không phải là cơ hội, mà đó là khởi đầu của vận rủi. Nếu Sở Trần thực sự tiếp xúc với nhà họ Hạ, sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Tống. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong nhà họ Tống đều bàng hoàng. Suy nghĩ kỹ càng, 5 năm trước, vận may của Sở Trần đã cứu nhà họ Tống. 5 năm sau, hắn chắc hẳn sẽ để vận rủi của mình tiêu diệt nhà họ Tống. Lâm Tín Bình đứng lên nói, nhạc phụ, chuyện này không thể chậm trễ. Phải để Sở Trần ký nhanh. Tống Thiên Dương bắt đầu suy ngẫm. Bọn họ nói đúng, Tô Nguyệt nói, quan trọng hơn là chữ nếu không được ký, Diệp Thiếu sẽ không vui. Diệp Thiếu Hoàng, người nhà họ Tống đều biết rằng Diệp Thiếu Hoàng muốn theo đuổi Tống Thiến. Tống Thiên Dương sau khi cân nhắc, liếc nhìn Sở Trần ký tên đi. Sở Trần nhìn Tống Nhan, 5 năm, từ ký ức 5 năm bị bùa trấn hồn mệnh phong ấn, trong mắt Sở Trần. Thứ quý giá duy nhất chính là ký ức về người con gái bên cạnh anh. Sở Trần chỉ quan tâm đến thái độ của Tống Nhan. Nếu cô muốn hắn ký, Sở Trần sẽ vui vẻ rời đi. Nếu cô ấy muốn hắn ở lại thì Sở Trần sẽ đồng hành cùng cô ấy đến cùng. Tống Nhan thân thể khẽ run lên, trong mắt lướt qua một tia ánh sáng, đột nhiên ngẩng đầu, cái gọi là tai họa chẳng qua là khả năng mà mọi người tưởng tượng ra. Trước khi Hạ Thiếu ra đi, anh ta đã nói rõ chỉ định Sở Trần là người nói chuyện. Hai bên có thể hợp tác, tại sao không cho Sở Trần một cơ hội? Tam muội,
hôm nay em bị sao vậy? Tống Tình có chút kỳ quái, vì cái gì thay tên ngốc này nói chuyện? Hôm nay tôi không có ý từ chối ký vào thỏa thuận ly hôn này. Tống Nhan nói, em chỉ là nói sự thật. Về phần Diệp Thiếu trong miệng chị, em có thể nói thẳng, cho dù là em có trở lại độc thân, em cũng sẽ không tiếp nhận sự theo đuổi của hắn. Tống Nhan ánh mắt kiên định, con người trong veo, nguyện vọng của em sinh nhật lần thứ 23, đó là được tự mình làm chủ, cho Sở Trần một cơ hội đứng lên. Chúng ta đều tin tưởng Trương Bá Bá. Trương Bá Bá rõ ràng đã nói, 5 năm nay, vận may của Sở Trần đã giúp nhà họ Tống khởi tử hồi sinh, nhà họ Tống của chúng ta vì cái gì không thể hồi báo anh ta. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội cho nhà họ Tống. Thứ hai, ta không thích Diệp Thiếu Hoàng. Nhan Nhan, sao con có thể nghĩ như thế này? Tô Nguyệt nói, Diệp Thiếu Hoàng tốt hơn Sở Trần gấp trăm lần ngàn lần. Cho dù anh ta tốt hơn Sở Trần gấp vạn lần, anh ta cũng không phải là người em thích. Tống Nhan nói, hơn nữa, điểm thứ hai em vừa nói là ý kiến cá nhân của em, không liên quan gì đến Sở Trần. Tam muội, Tống Đại Tiểu Thư Tống Vân cũng đang định nói. Lúc này, một giọng nói mà mọi người không ngờ vang lên, chúc mừng sinh nhật lần thứ 23. Sở Trần cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn, mọi người đang theo dõi. Sở Trần đột nhiên duỗi tay ra, xé làm đôi thỏa thuận ly hôn, cuối cùng ném lên trời. Những bông hoa giấy trắng muốt rơi xuống như những bông tuyết đang rơi vậy. Sở Trần nắm tay Tống Nhan nói, Tống Nhan, sinh nhật vui vẻ. Bầu trời đầy hoa giấy, kích thích nhãn cầu của mọi người. Không ai nghĩ rằng, khi mọi người đang thảo luận căng thẳng, Sở Trần đột nhiên xé bỏ thỏa thuận ly hôn và nói chúc mừng sinh nhật. Chẳng lẽ hắn lấy một màn xé giấy này làm quà sinh nhật cho Tống Nhan sao? Kể từ giờ phút này, không cần gông cùm của thỏa thuận ly hôn, hãy để Tống Nhan làm chủ một lần, đây là quà sinh nhật của Sở Trần. Đôi mắt Tống Nhan xuyên qua khe hở giữa giàn hoa giấy rơi xuống, nhìn về phía Sở Trần, khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Cô là người trong nhà họ Tống hiểu rõ Sở Trần nhất, trong lòng cô có cảm giác hôm nay Sở Trần không giống như mọi khi. Dầm, Tống Thu đập bàn mạnh mẽ trừng mắt nhìn Sở Trần, anh có biết mình đang làm gì không? Trong lúc mọi người còn đang cân nhắc thuận lợi, Sở Trần đã trực tiếp xé bỏ thỏa thuận ly hôn, điều này coi như là thay nhà họ Tống bọn họ tự quyết định. Ít nhất, tối nay, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan, Sở Trần thân phận vẫn là con rể của nhà họ Tống. Mọi người tức giận nhìn chằm chằm Sở Trần. Diệp Thiếu biết về sự tồn tại của thỏa thuận ly hôn này. Ánh mắt Tô Nguyệt không giấu được vẻ kinh ngạc, cha của con cũng đã hứa với Diệp Thiếu Hoàng rằng ông ấy sẽ công khai việc đã hoàn thành thỏa thuận ly hôn vào bữa tối nay, để mọi người trong giới ở Thiền Thành đều biết rằng con đã trở thành người độc thân. Nhưng bây giờ, Tô Nguyệt chỉ vào Tống Nhan, ngón tay cô ấy run lên vì tức giận, Nhan Nhan, con dạy Sở Trần như thế này nào? Tống Nhan ngơ ngác nhìn Sở Trần. Một thoáng qua đi, Tống Nhan gật đầu, cảm ơn. Năm nám rồi, đây là lần đầu tiên Sở Trần nói chúc mừng sinh nhật với cô. Đôi mắt Tống Nhan có chút sương mù, nỗi bất bình sâu trong lòng cô chợt tuôn ra. Khi cô 18 tuổi, gia đình thuê cho cô một người con rể, người đó còn là một kẻ ngốc. Cô ấy không có sự lựa chọn. Hôm nay, khi thời gian 5 năm trôi qua, trong nhà cô lại lần nữa thúc ép cô, nóng lòng muốn cô lấy lòng thiếu gia nhà họ Diệp. Con ở cái nhà này chỉ là một con tốt thí thôi sao? Tống Nhan kìm nén để không cho nước mắt mình chảy xuống, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, cuối cùng dán chặt vào Tống Thiên Dương, cha, 5 năm trước cha đã nói với con gái cái gì, cha còn nhớ không? Tống Thiên Dương thân thể như bị điện giật, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của con gái mình. Nhan Nhan, nhìn thấy đôi mắt Tống Nhan đỏ lên, Tô Nguyệt chậm lại thở dài, thật ra, tuy rằng nhà họ Tống đã vượt qua khó khăn, nhưng tình hình hiện tại cũng không tốt lắm. Em trai của con vẫn còn nhỏ. Nhà họ Tống vẫn là phải dựa vào ba chị em các con ra một phần sức lực. Ở Thiền Thành, chỉ có một số ít gia tộc có thể so sánh với nhà họ Diệp. Lâm Tín Bình nói, Diệp Thiếu Hoàng là người đi đầu trong thế hệ thương nhân trẻ tuổi của Thiền Thành hiện nay. Phải nắm bắt cơ hội này. Một bên là một tên ngốc và một bên là Diệp Thiếu Hoàng. Sự lựa chọn này có thực sự khó khăn không? Chỉ cả nhà họ Tống không nhịn được nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu tên ngốc này lấy việc hợp tác với nhà họ Hạ đổi lấy sự tự do cho Tống Nhan? Một giọng nói đột ngột vang lên. Lại là Sở Trần, nhà họ Tống cảm thấy những gì Sở Trần nói hôm nay còn nhiều hơn cả 5 năm này. Hắn thường ngày chấp nhận mọi thứ, nếu không có vấn đề gì xảy ra, hắn chỉ đứng sau Tống Nhan và cười khúc khích. Sở Trần, cậu không có tư cách nói ở đây.
chồng của cô con gái thứ hai nhà họ Tống Chu Kiếm buột miệng nói. Chị cả nhà họ Tống cũng nhướng mày, hôm nay làm sao mà tên ngốc này tỏ ra khó hiểu thế. Tống Nhan ánh mắt cũng rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần cười với Tống Nhan, rồi cất một bước, anh đem Tống Nhan chắn sau lưng. Chứng kiến cảnh này, vẻ mặt của Tống Nhan không khỏi ngẩn ngơ. Trong 5 năm, mỗi khi có người bắt nạt và trêu chọc Sở Trần, cô đều đứng trước Sở Trần và bảo vệ Sở Trần. Hôm nay, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều ngược lại. Sở Trần sẽ bảo vệ cô ấy chứ? Tôi không biết nhà họ Hạ và nhà họ Diệp ai mạnh hơn, nhưng những gì tôi biết là đối với nhà họ Tống mà nói nhà họ Hạ vô cùng quan trọng. Sở Trần nhàn nhạt nói, nhà họ Diệp, chỉ là Diệp Thiếu Hoàng có tình ý với Tống Nhan, ngoài ra, hắn có thể mang lại cho nhà họ Tống những lợi ích hữu hình nào không? Ngay cả khi có, nó sẽ không phải là bây giờ. Ngược lại thì với nhà họ Hạ, nhà họ Tống muốn thử sức với ngành dược phẩm, nếu có thể hợp tác với nhà họ Hạ, họ có thể nhanh chóng đi đúng hướng và củng cố thực lực của chính nhà họ Tống. Tống Thu nhíu mày, Sở Trần, anh nói bừa bãi cái gì vậy? Tôi đang nói, Sở Trần không chút do dự nhìn chằm chằm Tống Thu, cái nhà họ Tống muốn rốt cuộc là một người chống lưng lớn hay là bản thân minh mạnh mẽ. Đồng tử Tống Thiên Dương không khỏi co rút lại. Sở Trần gạt đám mây sang một bên, chỉ vào cái chìa khóa. Quyền lực đằng sau Diệp Thiếu Hoàng đại diện cho kẻ chống lưng, một khi nhà họ Hạ hợp tác thành công, sức mạnh của chính nhà họ Tống sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, điều mà Tống Thiên Dương không thể chấp nhận được chính là những lời này thực sự đã được nói ra trong miệng Sở Trần. Không chỉ Tống Thiên Dương, vào lúc này, trong tâm trí những người còn lại cũng có một khoảng trống ngắn ngủi. Theo nhận thức của bọn họ, những lời này tuyệt đối không thể phát ra từ trong miệng Sở Trần. Chẳng lẽ là Hạ Thiếu Gia? Lâm Tín Bình thốt lên. Mọi người mắt sáng lên. Đúng rồi, những lời này hẳn là do Hạ Thiếu Gia dạy Sở Trần nói. Hạ Thiếu Gia này cũng thật có bản lĩnh, có thể làm cho Sở Trần nhớ tới nhiều như vậy lời nói, Tống Vân cất giọng kỳ quái. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng những lời nói của Sở Trần đã làm lung lay suy nghĩ của Tống Thiên Dương. Nếu muốn bản thân trở lại hoặc mạnh mẽ hơn, Tống Thiên Dương sẽ chọn cái sau mà không do dự. Thời gian một ngày đi, Sở Trần lại lên tiếng, vào giờ này, tối mai, nếu tôi có thể đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà họ Hạ, vậy xin hãy tôn trọng Tống Nhan một lần để cô ấy có thể làm chủ bản thân mình. Còn ngược lại, nếu tôi không làm được, tôi lập tức sẽ tự ra khỏi nhà họ Tống. Mọi người đều sững sờ, kẻ ngu ngốc này thực sự quá khác, chuyện gì đã xảy ra tối nay, thật sự kẻ ngốc sẽ có phúc khí của kẻ ngốc nghếch không? Khi vận may của Sở Trần kết thúc, hắn sẽ hết ngu ngốc. Tống Tình nhìn Sở Trần, đột nhiên chế nhạo, tự thể hiện mình thông minh, ở trong mắt người khác lại càng ngốc. Đối với việc hợp tác với nhà họ Hạ, nhà họ Tống đã dày công chuẩn bị không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng vẫn là phải nhờ lão gia tử ra mặt mới có cơ hội gặp mặt. Nhà họ Hạ hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này. Thế nhưng Sở Trần lại nói trong vòng một ngày có thể đạt được hợp tác với nhà họ Hạ. Cậu lấy cái gì? Lâm Tín Bình không khỏi chế nhạo và chế nhạo, bằng sự ngu ngốc này của cậu sao? Trong lòng Lâm Tín Bình luôn tràn ngập khó chịu vô cùng, tại sao, người mà Hạ Thiếu Gia muốn gặp lại là Sở Trần, không phải hắn? Một ngày, đứng sau Sở Trần, Tống Nhan cũng vô thức nắm lấy góc quần áo của hắn. Lần đầu tiên cô trải qua cảm giác được che chở như thế này. Mặc dù, không có nhiều cảm giác an toàn nhưng trong lòng vẫn có một dòng điện ấm áp. Ta sẽ cho cậu một ngày. Tống Thiên Dương nhìn chằm chằm Sở Trần, nói một câu cuối cùng. Cha, những người khác không khỏi cảm thán. Khi Tống Thiên Dương xua tay, không ai dám nói nữa. Nhà họ Tống, Tống Thiên Dương có quyền nói chuyện tuyệt đối. Tống Thiên Dương ánh mắt vẫn một mực chăm chú nhìn Sở Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, ta hứa với cậu, không phải vì ta tin tưởng cậu, mà là bởi vì cậu không thể tặng quà sinh nhật cho Nhan Nhan, đó phải là ta. Trong một ngày mà có thể đạt được sự hợp tác với nhà họ Hạ, đó như là mơ vậy. Điều này ngược lại cũng tốt, cô cho Sở Trần một cơ hội, Tống Nhan cảm thấy trong lòng sẽ thoải mái hơn, có lẽ trong lòng cô cũng cảm thấy bớt ăn năn một phần. Tống Thiên Dương lộ vẻ lão hồ ly nhìn Sở Trần cười. Sở Trần cũng cười, ánh mắt vô tội, cảm ơn cha vợ. Tống Thiên Dương sắc mặt cứng đờ, Sở Trần xưng hô không có nhầm lẫn gì, thỏa thuận ly hôn chưa được ký kết, anh ta vẫn là con rể nhà họ Tống. Nhưng trong mắt Tống Thiên Dương, chưa từng có lúc nào coi Sở Trần như con rể của mình. Sở Trần tên này làm cho hắn rất khó xử, vừa rồi nhìn Sở Trần chằm chằm với khí tức mãnh liệt, giờ đây đột nhiên đã biến mất.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì cửa phòng họp đã bị gõ. Tống Như Hải bước vào, gia chủ, Diệp Thiếu đến rồi, nói là có chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhan tiểu thư. Khi lời nói vừa dứt, mọi người trong nhà họ Tống không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Hoàng đi tới, hắn đứng ở phía sau Tống Như Hải. Tôi tựa hồ đến không đúng lúc rồi. Diệp Thiếu Hoàng bước vào, nhìn thấy người nhà họ Tống đang đứng, rải rác giấy vụn trên sàn, anh đoán trong phòng họp có chuyện gì đó, Tống tiên sinh, có chuyện lớn xảy ra ư. Theo quan điểm của Diệp Thiếu Hoàng, vụn giấy rải rác ở nơi này chắc chắn là của Tống Thiên Dương. Tống Thiên Dương là gia chủ, chắc chắn không ai dám ngông cuồng trước mặt hắn. Diệp Thiếu Hoàng ánh mắt rơi vào trên người Tống Nhan, trên mặt mang theo ý cười, Nhan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngay lập tức, Diệp Thiếu Hoàng gật đầu đối với những người còn lại của nhà họ Tống, từ đầu đến cuối chỉ bỏ qua Sở Trần. Tống Thiên Dương vẻ mặt có chút phức tạp, một lát sau mới đối với Diệp Thiếu Hoàng nói, Diệp Thiếu gia, có thể đi cùng ta nói chuyện. Diệp Thiếu Hoàng giật mình ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu, ngoài cổng, giám đốc Bàng của khách sạn Hoàng Đình bước vào với một chiếc túi trên tay. Sinh nhật Nhan tiểu thư, vội vàng không chuẩn bị tốt quà gì. Diệp Thiếu Hoàng lấy hộp ra, mở ra một sợi dây chuyền kim cương sáng chói, Diệp Thiếu Hoàng đi tới, trên mặt nở nụ cười, chúc mừng sinh nhật Nhan tiểu thư, do vội vàng nên cũng không chuẩn bị được lễ vật tốt một chút. Tống Nhan khẽ nhíu mày, Sở Trần vẫn đứng bên cạnh cô, hai người danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Nhưng Diệp Thiếu Hoàng coi Sở Trần như không khí, thật xin lỗi Diệp Thiếu, món quà này quá quý trọng rồi. Tống Nhan lắc đầu từ chối. Diệp Thiếu Hoàng nhìn Tống Nhan, chỉ là một sợi dây chuyền thôi, không có gì đáng nói, xin mời tiểu thư nhận lấy. Trong giọng điệu của Diệp Thiếu Hoàng, có một chút không muốn người nhận từ chối. Tống Thiên Dương cho Tống Nhan một cái nháy mắt ra hiệu để cho Tống Nhan nhận lấy. Vậy thì đa tạ Diệp Thiếu gia. Một bàn tay vươn ra và nhận lấy chiếc hộp. Đó là Sở Trần. Diệp Thiếu Hoàng sắc mặt hơi thay đổi, hắn liếc nhìn Sở Trần, vẻ mặt trở lại trạng thái tự nhiên, Tống tiên sinh, vừa rồi ngài muốn nói gì với tôi? Diệp Thiếu Hoàng tự nhiên nhận thấy sự khác thường. Những gì xảy ra tối nay, anh ta sợ sẽ không giống như những gì anh ta mong đợi. Ngay khi Tống Thiên Dương và Diệp Thiếu Hoàng bước ra ngoài, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Sở Trần, cùng với đó là sự phẫn nộ. Sở Trần, đừng tưởng rằng cha cho cậu cơ hội một ngày, cậu có thể hành xử kiêu ngạo. Tống Tinh Nhị tiểu thư ở phía xa tức giận mắng, cậu đã đắc tội Diệp Thiếu, ăn không được thì đừng làm hại nhà họ Tống chúng ta. Cậu lấy tư cách gì nhận món quà mà Diệp Thiếu Hoàng tặng cho em gái tôi? Tống Vân sắc mặt âm trầm, hy vọng cha có thể giải thích rõ ràng cho Diệp Thiếu. Bác Trương nói đúng, khí vận của Sở Trần đã hết rồi. Khó trách là bác Trương lại chọn giờ này để Sở Trần ký giấy. Nếu như vừa rồi Sở Trần ký, hắn xúc phạm Diệp Thiếu sẽ không liên quan gì đến nhà họ Tống của chúng ta. Tống Thu nóng lòng xông lên định đánh Sở Trần một cách thô bạo. Bịch, với một âm thanh vang lên, phòng họp bỗng im lặng. Sở Trần ném chiếc hộp có sợi dây chuyền lên mặt bàn. Hắn phản bác nói, Diệp Thiếu Hoàng đã nói, chiếc dây chuyền nho nhỏ này, không có gì đáng nói, các người căng thẳng cái gì. Chiếc hộp va vào mặt bàn, chiếc dây chuyền rơi ra một nửa. Nội tâm của mọi người dường như bị va đập mạnh, tên ngốc này thực sự coi lời nói của Diệp Thiếu là thật. Thôi quên đi, dù sao tôi cũng không bao giờ thừa nhận Sở Trần thuộc về nhà họ Tống của tôi. Tống Thu ngồi xuống với một nụ cười mỉa mai. Nếu không phải tối nay bác Trương sau khi thu xếp mọi việc xong đã đi du lịch khắp bốn biển, tôi rất muốn nhờ bác Trương làm tính toán, có phải hiện tại Sở Trần đang bị xui xẻo, bị bóng ma vây kín không? Tống Tình hừ lạnh, đúng rồi. Có một đệ tử của Trương đạo trưởng vẫn để lại, đêm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, không biết đệ tử đó có tìm được cách liên lạc được với Trương đạo trưởng hay không. Tô Nguyệt vội vàng nói, Trương Kiếm, sau khi tiệc tối nay kết thúc, cậu đi mời Thanh Phong đạo trưởng, hắn là đệ tử duy nhất của Trương đạo trưởng ở Thiền Thành. Trương Kiếm gật đầu ngay lập tức, từ sau khi thỏa thuận ly hôn bị Sở Trần xé bỏ, Tô Nguyệt luôn cảm thấy bất an. Cô lo lắng rằng nhà họ Tống sẽ bị liên lụy bởi vận rủi của Sở Trần. Bịch, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Diệp Thiếu Hoàng, thiếu gia nhà họ Diệp đã trở lại. Phòng họp bỗng im bặt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Diệp Thiếu Hoàng, trong lòng như thắt lại. Tống Nhan sắc mặt hơi thay đổi. Diệp Thiếu Hoàng ánh mắt rơi vào Sở Trần, hắn từng bước đi tới. Luồng khí vô hình áp chế mọi thứ lại. Sự im lặng đến chết người. Cậu cũng không hoàn toàn ngốc. Diệp Thiếu Hoàng nhẹ nhàng nói, thế mà dám từ chối ký hiệp ước.
Diệp Thiếu Hoàng ngưng trọng, nhìn vào mắt Sở Trần, cậu biết rõ Minh là con chó ở nhà họ Tống, một khi rời khỏi nhà họ Tống, cậu còn không bằng một con chó. Diệp Thiếu Hoàng thở dài một hơi, từ góc độ này mà suy nghĩ, cậu thật sự là thông minh. Cậu có cần thiết dùng một ngày để chứng minh mình có giá trị lưu lại nhà họ Tống không? Diệp Thiếu Hoàng đến gần Sở Trần, ánh mắt sắc bén, nói từng chữ một, tôi sẽ nói cho cậu một tin tức. Nhà họ Hạ quả thực có hứng thú với thị trường dược phẩm ở Thiền Thành, chẳng qua nhà họ Hạ tìm mục tiêu hợp tác không phải là nhà họ Tống, mà là nhà họ Diệp. Khóe miệng Diệp Thiếu Hoàng lượt một tia giễu cợt, đại diện nhà họ Hạ ngày mai sẽ cùng ta thảo luận vấn đề hợp tác cụ thể tại Hoàng Đình. Nếu có hứng thú, có thể đứng ở cửa Hoàng Đình để bái kiến. Chiêm ngưỡng cái bóng của đại diện nhà họ Hạ, Diệp Thiếu Hoàng cười cười, xoay người đi tới cửa, dừng một chút, quay đầu lại, nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nghe nói Tống lão gia tử yêu thích đồ cổ, ta quý trọng cất giữ rất nhiều đồ tốt. Tối mai ta sẽ đi thăm lão gia tử. Tô Nguyệt Định thần lại, nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười, lão gia tử cũng thường nhắc đến thanh niên tài tuấn của Thiền Thành, người hết lời khen ngợi Diệp Thiếu. Biết Diệp Thiếu muốn gặp chắc lão gia tử vui lắm. Sở Trần, cậu hiểu Diệp Thiếu nói cái gì không? Ngay khi Diệp Thiếu Hoàng Trân vừa rời đi, Tống Tình không nhịn được nói nhanh, cậu là một con chó, không hơn không kém. Chị hai, đừng có quá đáng quá. Tống Nhan vẻ mặt giận dữ. Em gái, vừa rồi em không nghe thấy Diệp Thiếu Hoàng nói gì sao? Tống Vân nói, nhà họ Hạ rất muốn gia nhập thị trường Thiền Thành, nhưng người cộng tác mà nhà họ Hạ chọn lại là nhà họ Diệp. Sở Trần, tại sao cậu phải phóng khoác như vậy? Hắn chỉ muốn rời khỏi nhà họ Tống muộn một ngày thôi mà. Cũng may là Diệp Thiếu có khí lực, Lâm Tín Bình thở phào nhẹ nhõm, không có thực tế gì. Lúc này, Sở Trần đứng lên, mọi người đều nhìn sang. Sở Trần, cậu làm gì vậy? Tô Nguyệt cau mày, vừa rồi xé thỏa thuận ly hôn. Không phải rất uy thế sao? Chu Kiếm chế nhạo, Diệp Thiếu Hoàng qua đây hắn còn không dám buông ra một cái rắm. Sở Trần nhìn Chu Kiếm, nghiêm túc đáp, chó thì hay sủa loạn. Sắc mặt mọi người lại thay đổi. Sở Trần, cậu câm miệng đi. Chu Kiếm liếc nhìn về phía cửa nói, cũng may là Diệp Thiếu đã đi xa rồi, nếu không, cậu có tìm đường chết cũng đừng liên lụy nhà họ Tống. Đám tân khách đã đến đủ, chúng ta chuẩn bị đi xuống đi. Tống Thiên Dương bước vào. Nhìn thoáng qua Sở Trần, mặt không chút cảm xúc, Tống Như Hải sẽ an bài người đưa Sở Trần trở về. Sau khi biết mục tiêu hợp tác của nhà họ Hạ là nhà họ Diệp, Tống Thiên Dương không còn hy vọng gì ở Sở Trần. Nếu không phải là đồng ý cho Sở Trần một ngày, Tống Thiên Dương sẽ làm cho Sở Trần lăn đi ngay lập tức. Vì chuyện ly hôn của Sở Trần và Tống Nhan không thể công bố trong bữa tiệc, nên Sở Trần tự nhiên không đủ tư cách để vào địa điểm tổ chức. Một ngày cũng thật là lâu. Lâm Tín Bình cười nhạo nhìn Sở Trần, cậu trở về chuẩn bị đi, chúng ta, rất mong chờ màn biểu diễn của cậu nha. Lông mày lá liễu của Tống Nhan khẽ nhếch lên, cô liếc nhìn Sở Trần, thấy vẻ mặt của Sở Trần không thay đổi, Tống Nhan cũng không nói nhiều. Xét cho cùng, cho dù Sở Trần là con rể nhà họ Tống trên danh nghĩa trong 5 năm qua, nhưng Sở Trần trong bàn họp gia tộc cũng chưa từng có tiếng nói. Người nhà họ Tống lần lượt bước ra khỏi phòng họp, cuối cùng. Chỉ còn lại Tống Nhan và Sở Trần ở lại. Sau khi anh về, hãy khóa cửa phòng lại. Hãy nhớ rằng, không được mở cửa trước khi tôi chờ, à. Tống Nhan dặn kỹ Sở Trần. Sở Trần gật đầu, tôi biết rồi. Sở Trần biết rằng lúc này Tống Nhan không lo lắng về Diệp Thiếu Hoàng, người cô lo lắng là đám người Tống Khánh Bằng, người vừa mới bị Sở Trần cho uống nước bạch ra. Trong ký ức của Sở Trần, 5 năm qua, Tống Khánh Bằng ngoài sáng trong tối đều không ít lần gây khó dễ cho anh ta. Nhìn Tống Nhan lần cuối cùng trước khi rời đi, Sở Trần ánh mắt lướt qua một tia sắc bén. Tôi ngược lại càng hy vọng sẽ có người gõ cửa. Sở Trần lẩm bẩm một mình, rồi bước ra ngoài. Tống Như Hải đã đợi Sở Trần ở lối vào thang máy, có một người thanh niên đứng bên cạnh ông ta. Sở Trần nhận ra người thanh niên này, đó chính là Tống Bưu, con trai của Tống Như Hải. Sở Trần nhẹ nhàng nheo lại ánh mắt. Trong nhà họ Tống, nhóm người Tống Bưu và Tống Khánh Bằng ngày thường rất thân thiết với nhau. Sở Trần, hãy theo Tống Bưu trở về. Tống Như Hải bàn giao, gia chủ đã nói, cậu đi lối cầu thang và đi ra ngoài bằng cửa sau của khách sạn. Cha à, đừng lo lắng, tên ngốc này giao cho con. Tống Bưu có vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ, mỉm cười, mang theo Sở Trần liền đi về phía cầu thang bộ. Bưu Nhi, Tống Như Hải hô lên một tiếng, do dự, căn dặn hắn, chú ý giữ chừng mực, Sở Trần còn chưa ký vào giấy. Trên mặt Tống Bưu hiện lên một nụ cười.
không sao đâu cha, con có kinh nghiệm chơi bao cát ngu ngốc này. Hai người không hề kiêng kỵ mà đối thoại, căn bản hoàn toàn không để Sở Trần vào mắt. Đây là cách làm mà nhà họ Tống đã quen từ 5 năm nay. Bọn họ có nói gì, Sở Trần nghe cũng không hiểu. Không ai quan tâm đến một kẻ ngốc cả. Vừa bước vào cầu thang, Sở Trần liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Tống Khánh Bằng. Ở góc cầu thang, bên cạnh Tống Khánh Bằng có hai người, nhìn thấy Tống Bưu mang theo Sở Trần, ánh mắt ba người đồng thời sáng lên, đồng thời ném điếu thuốc đang cầm trong tay xuống đất một cách mạnh mẽ và dẫm nát bằng một chân. Sở Trần, chúng ta lại gặp lại. Tống Khánh Bằng đi lên từng bước, giễu cợt nói, mày cho tao uống nước bạch gia, đêm nay, lão tử liền cho mày uống nước tiểu bạch gia. Sở Trần lùi lại một bước, nhưng Tống Bưu đã đặt một tay lên vai anh. Các người muốn làm gì tôi? Sở Trần vẻ mặt hoảng sợ. Dạy tên ngu ngốc nhà ngươi một bài học. Tống Khánh Bằng ánh mắt dữ tợn, động thủ. Tống Bưu không do dự, nắm tay đấm mạnh vào sau đầu Sở Trần. Sở Trần giật mình kêu lên, chân tự nhiên trượt vô tình tránh được đòn tấn công của Tống Bưu. Tống Bưu dường như đã dùng lực quá lớn, đột nhiên lảo đảo, thân thể cường tráng ngã về phía Tống Khánh Bằng. Tống Khánh Bằng bị Tống Bưu đánh lui vài bước. Mẹ kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy? Tống Khánh Bằng gầm lên. Tống Bưu định thần lại, vẻ mặt dữ tợn, tiếp tục phóng về phía trước. Trong không gian cầu thang chật hẹp, Sở Trần lại kêu lên một tiếng, không ngừng né tránh. Tống Bưu không một cú đấm nào trúng Sở Trần, ngược lại, anh ta đã vô tình làm Tống Khánh Bằng và hai người kia bị thương vài lần. Tiếng đau xót kêu vang một góc, Tống Bưu, mẹ kiếp mày bị bệnh à? Từng tiếng gầm lớn, giận dữ vang lên. Một người bị nắm đấm của Tống Bưu đánh phải liền lăn xuống cầu thang một cách thê thảm. Lòng bàn chân không còn vững, người bên cạnh hắn cũng liền lăn xuống cầu thang theo. Bang, Tống Bưu dùng nắm đấm đánh trúng vào mũi Tống Khánh Bằng. Khuôn mặt của Tống Khánh Bằng nhăn nhó vì đau đớn. Tống Bưu sững sờ, hắn nhìn nắm đấm của mình với vẻ hoài nghi. Rõ ràng là hắn muốn đánh chết tên ngu ngốc Sở Trần, nhưng hiện tại, ngoại trừ Sở Trần, ba người còn lại ngã xuống đất đến nỗi không đứng dậy nổi. Tống Bưu quay đầu lại, nhìn thấy Sở Trần vẫn đang đứng ở một bên, bình tĩnh thoải mái, còn Tống Bưu không khỏi trợn to, theo bản năng kinh ngạc thốt lên, Sở Trần, mày dùng tà thuật gì? Lời này nói ra, kẻ ngốc cũng không tin mày đi. Sở Trần cười tủm tỉm nói, tôi thật hoài nghi ngươi với ba người bọn họ ngày thường có phải rất bất mãn, liền nhân cơ hội này đánh bọn họ tơi bời như thế. Tống Khánh Bằng mũi đã chảy máu, nước mắt chảy ròng ròng vì đau đớn. Lúc này mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt gớm ghiếc, Tống Bưu, cậu hãy cho tôi một lời giải thích. Tống Khánh Bằng chắc chắn không tin rằng đây là tà thuật của một kẻ ngu ngốc. Tống Bưu tâm thần run lên, hắn bước tới đỡ Tống Khánh Bằng hai chân run rẩy, buồn bực khóc lên, anh Bằng, em, thật sự không cố ý. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến mình đối phó với Sở Trần lại bị trục trặc thế này. Tống Khánh Bằng chắc chắn sẽ không để anh ta đi sau trận đánh bạo lực này. Đều trách cái tên ngu ngốc này. Tống Bưu đột ngột quay đầu lại, đôi mắt mở to một chút. Sở Trần đã bước đi, lại còn muốn chạy, Tống Bưu đứng lên, đứng lại, Tống Khánh Bằng giống lên, máu mũi tóe ra, lão tử cảm thấy máu me chóng mặt quá, mau đưa tao đến bệnh viện. Lối vào thang máy, Sở Trần bấm máy, liếc nhìn cầu thang bên cạnh, thở dài lắc đầu, không ngờ, sau khi xuống núi, lần đầu tiên mình sử dụng thuật cửu huyền càn khôn đại na di lại để sử dụng đối phó với mấy tên bất tài thế này. Thật mất mặt cho sư phụ quá. Cửa thang máy mở ra, Sở Trần bước vào. Hắn không kiềm chế được trong đầu lại hiện ra chuyện xảy ra đêm nay. 5 năm, Sở Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng giật giật một cái, mình coi như mất tích cũng 5 năm rồi đúng vậy. Bọn họ tại sao còn không có tìm mình? Sở Trần cưỡng lại ý muốn gọi điện về nhà và hỏi xem sự việc của bản thân mình. Thôi quên đi, bọn họ không tìm mình, mấy năm nữa mình kéo lão cha trở về. Cho mẹ già của mình bất ngờ, hình bóng của Tống Nhan hiện lên trong tiềm thức của Sở Trần. 5 năm qua, tâm hồn anh Tuấn của anh đã bị cô gái này tràn ngập. Ra khỏi thang máy, Sở Trần đi thẳng ra khỏi cổng. Bữa tối sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan, anh ấy đã tặng quà rồi, thế nên anh ấy không có hứng thú ở lại. Bước ra từ cửa trước một cách hiên ngang. Khi nhân viên bảo vệ ở cửa trước nhìn thấy Sở Trần, vẻ mặt của bọn họ nhìn anh ta đều rất kỳ quái. Thế nào mà thằng con rể ngốc nghếch nhà họ Tống này lại đột ngột chạy ra ngoài? Tiếng phanh chói tai vang lên, vài chiếc xe thể thao sang trọng dừng ở lối vào khách sạn. Sở Trần đang đứng ở giữa cửa, cửa xe mở ra, nam nữ trẻ tuổi lần lượt đi ra, nhìn mới 18-19 tuổi.
Tên ngu xuân, còn chưa cút ra. Một nhân viên bảo vệ bên cạnh không khỏi lên tiếng nhắc nhở, nhóm thanh niên này đều là các tiểu thiếu gia, tiểu thư của các gia đình lớn ở Thiền Thành, chắc hẳn là đến dự bữa tiệc sinh nhật của Tống Nhan tiểu thư. Sự xuất hiện của nhóm người này khiến bầu không khí ở lối vào của khách sạn Hoàng Đình đột nhiên trở nên đông đảo, rất nhiều bảo vệ đều không dám thở lấy một hơi. Một nhóm nam nữ nổi loạn làm mọi việc mà không màng đến hậu quả, một khi họ không vui thì đó đơn giản là một thảm họa. Đằng sau nhóm người này đều có xuất thân gia đình danh giá. Giám đốc Bàng trước tiên bước ra với nụ cười trên môi, đại tiệc sắp bắt đầu, các vị đến đây rất đúng lúc, xin mời vào đi. Giám đốc Bàng, kịch hay vẫn còn chưa bắt đầu đi. Một thiếu niên mặc áo phông đen cười, tôi nghe Diệp đại ca nói tối nay có buổi biểu diễn hay, nên liền đưa mọi người tới đây. Đúng vậy, tất cả chúng tôi đều mong chờ màn kịch lớn vào bữa tối sinh nhật của Tống Nhan tiểu thư. Diệp đại ca nói đêm nay nhà họ Tống sẽ ly hôn với tên con rể ngốc nghếch kia và đuổi hắn ra khỏi nhà, còn sẽ tuyên bố trước công chúng. Nghe nói tên ngốc kia cái gì đều không biết, tôi đoán chừng Tống Nhan tiểu thư vẫn còn là khụ khụ. Thiếu niên áo đen dừng lại, vẻ mặt lộ ra ý tứ hàm xúc, Diệp đại ca đêm nay chắc hẳn sẽ phải chiếu cố nhiều hơn. Một nhóm người phá lên cười một cách trơ trẽn. Giám đốc Bàng cũng cười theo, trong tiềm thức liếc nhìn Sở Trần lúc này đang đứng ở cửa. Giám đốc Bàng đã quen với phong cách của những chàng trai và cô gái này. Thảo luận về những điều này ở nơi công cộng giống như chuyện thường tình đối với họ. Đi, chúng ta đi vào xem thôi. Chàng trai mặc đồ đen vẫy vẫy tay và sải bước về phía trước. Một người đứng trước mặt anh ta, cản anh ta lại. Nụ cười trên mặt giám đốc Bàng đột nhiên cứng lại, con cậu mở to mấy phần. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thiếu niên áo đen, cậu muốn xem cái gì? Tới cửa khách sạn Hoàng Đình, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Sở Trần. Giám đốc Bàng sửng sốt, nhưng đã quá muộn để ngăn Sở Trần lại, không ngờ Sở Trần lại dám cản đường nhóm nam nữ này. Đây là một trong những nhóm phiền phức ở Thiền Thành. Mặc dù những thanh thiếu niên mặc áo đen đã lên tiếng xúc phạm và làm nhục Tống Nhan tiểu thư, nhưng lai lịch của nhóm người này rất đặc biệt. Đừng nói là một kẻ ngu ngốc không thể hiểu họ đang nói gì, ngay cả người bình thường nghe hiểu cũng tuyệt đối không dám lên tiếng. Nhưng Sở Trần lại đứng ra, thiếu niên áo đen ngẩng đầu nhìn Sở Trần, nhíu mày, mày là ai? Này chó ngoan không cản đường, mày muốn tìm chết sao? Một cô gái sau lưng anh trực tiếp mắng, nam tử kia bên cạnh cũng lạnh lùng nhướng mày, giám đốc Bàng, người này là ai? Giám đốc Bàng liếc nhìn, cậu ấy, là Sở Trần. Sở Trần. Ở Thiền Thành không có gia tộc họ Sở nào, một tên nhà quê từ đâu ra mà cũng dám cản đường anh Đông. Tao nghe cái tên này có chút quen, chàng trai mặc áo đen tên là Vinh Đông, lúc này nghĩ lại, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, chậc chậc, thật là khéo, tao nghe Diệp đại ca nói, tên con rể ngốc nghếch nhà họ Tống ngay cả giường của Tống Nhan còn không dám bỏ lên, tên gọi là Sở Trần. Bốp, một cái tát giáng mạnh vào mặt, âm thanh giòn giã vang lên như sấm trước cổng khách sạn Hoàng Đình. Sự im lặng đến chết người, âm thanh này vang vọng trong tâm trí mọi người, choáng váng, Vinh Đông, thiếu gia tập đoàn Vinh Thị của Thiền Thành, đã bất ngờ bị tát bởi tên con rể ngốc nghếch nhà họ Tống ngay tại lối vào của khách sạn Hoàng Đình. Thanh âm vang dội, dứt khoát nhanh lẹ, trực tiếp khiến Vinh Đông choáng váng, chán vo ve nổ vang. Giám đốc Bàng sững sờ, nhưng liền sau đó hắn có phản ứng đầu tiên, lập tức xua tay ra lệnh tóm Sở Trần lại. Hai nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến chỗ Sở Trần ngay lập tức. Tập đoàn Vinh Thị tuy không phải là tập đoàn đỉnh lưu thượng cấp thế gia ở Thiền Thành, nhưng mối quan hệ giữa nhà họ Vinh và nhà họ Diệp lại vô cùng thân thiết. Vinh Đông đã bị đánh ở trước cửa khách sạn Hoàng Đình, tương đương với việc bị đánh ở nhà mình vậy. Hai nhân viên bảo vệ một trái một phải như hổ đói lao vào bầy cừu, giữa ánh đèn nhấp nháy, Sở Trần thân ảnh lùi lại một bước, hai nhân viên bảo vệ hung hăng đập vào nhau kịch liệt. Tiếng kêu gào thảm thiết trực tiếp đánh thức Vinh Đông và những người khác. Vinh Đông che một bên mặt, ánh mắt gắt gao trợn to. Hóa ra cảm giác bị ăn tát là như thế này đây. Từ nhỏ, Vinh Đông chưa bao giờ bị đánh cả. Đêm nay, dưới đám đông, hắn lại bất ngờ bị một kẻ ngốc tát vào mặt. Tất cả, giết nó, Vinh Đông hai mắt trực tiếp phủ một tầng máu đỏ, điên cuồng hét lên. Các bảo vệ của khách sạn Hoàng Đình từng người một vội vàng chạy tới. Một nhóm trực tiếp vây quanh Sở Trần. Liền ngay cả Vinh thiếu mày cũng dám đánh. Hôm nay, đừng nói Tống Nhan, cho dù có Tống Thiên Dương ở đây cũng không bảo vệ được mày đâu. Giám đốc Bàng ra lệnh dứt khoát, đánh chết hắn, tên ngốc này có phải ăn gan báo không?
hắn thế mà dám đánh anh Đông. Lúc này, đám thanh niên, thiếu nữ phía sau Vinh Đông cũng lần lượt có phản ứng, thậm chí có không ít thiếu niên còn đang hừng hực khí thế, muốn tham gia, xông tới đánh Sở Trần một cách thô bạo để giải tỏa hận thù. 6-7 nhân viên bảo vệ đồng thời lao về phía Sở Trần. Mặc dù trong lòng thậm chí còn cảm thấy thương hại cho Sở Trần, nhưng bọn họ vẫn lao tới không chút lưu tình. Trước sự chứng kiến của mọi người, Sở Trần vừa lùi vừa né tránh, nhưng 6-7 nhân viên bảo vệ từng người một ngã xuống. Đều là phế vật, Vinh Đông tức giận, ngay cả tên ngốc còn không bắt được sao. Diệp đại ca thế nào lại nuôi dưỡng một lũ bỏ đi thế này? Vinh Đông lao lên mạnh mẽ. Hắn ta từng tập luyện Taekwondo từ khi còn là một đứa trẻ, cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn so với bạn bè đồng trang lửa. Hắn tung mình nhảy lên cao, tung ra một cú đá bên hông Sở Trần cực nhanh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của Vinh Đông, đúng lúc này, một tên bảo vệ của Hoàng Đình cũng vọt lên cao, đang muốn đánh lén Sở Trần từ phía sau, hắn ra chân đá nhanh một cú. Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng nhếch lên không ai để ý. Bản thân tránh sang một bên, thực hiện càn khôn na di thuật. Cú đá của nhân viên bảo vệ hướng về phía Vinh Đông, thế là cả hai đụng độ nhau trên không. Mặc dù sức mạnh của Vinh Đông rất nổi trội so với các bạn bè của hắn ta, nhưng nhân viên bảo vệ của Hoàng Đình về cơ bản đều là những tinh anh của công ty bảo vệ được tuyển chọn. Chịu phải cú đá này, Vinh Đông ngay lập tức cảm thấy một cỗ đau nhói từ đùi tuyền tới và cơ thể anh ta ngã văng mạnh xuống đất. Còn chưa kịp đứng lên, Vinh Đông đã ngẩng đầu lên, Sở Trần xuất hiện trước mặt hắn. May, ngay khi Vinh Đông muốn thét ra một tiếng tàn nhẫn, lồng ngực liền có một trận đau nhói truyền tới, Sở Trần một cước đã dẫm trên ngực hắn. Tất cả đều dừng lại. Giọng nói của Sở Trần vang lên, bằng không, vị Vinh Đông thiếu gia này trên người sẽ gãy bao nhiêu cái xương. Một số nhân viên bảo vệ đột ngột dừng lại ngay khi họ chuẩn bị lao lên. Đôi mắt anh bọn họ dán chặt vào Sở Trần và Vinh Đông đang dưới chân anh. Sở Trần, giám đốc Bàng đã bị sốc, và nói một cách giận dữ, cậu có biết mình đang làm gì không? Buông Vinh thiếu gia ra. Tôi là tên ngốc. Sở Trần khuôn mặt cong lên ý cười, tên ngốc làm việc thì cần gì chừng mực. Sở Trần cúi đầu nhìn Vinh Đông, tuy rằng tôi là kẻ ngu ngốc, tôi cũng hiểu, cậu vừa rồi nói năng hỗn xược, xúc phạm vợ tôi. Sức lực dưới chân Sở Trần tăng lên, Vinh Đông đột nhiên kêu gào một tiếng, sắc mặt vặn vẹo. Mọi người xung quanh kêu lên, nhưng lúc này, không ai dám xông lên. Mặc dù họ tự nhận là một trong những nhóm khó chịu nhất ở Thiền Thành, luôn làm mọi việc không cần e ngại và muốn làm gì thì làm, nhưng đêm nay, họ lại gặp phải một kẻ ngốc. Kẻ ngốc này trông vô pháp vô thiên hơn họ, không ai dám xông lên trước nguy cơ Vinh thiếu gia bị một kẻ ngốc dẫm lên. Đồng thời trong lòng họ thầm kinh hãi, sức mạnh của tên ngốc này quá lớn, nhìn vẻ mặt của Vinh Đông bọn họ có thể cảm nhận được cơn đau buốt mà hắn đang chịu đựng. Tôi không quan tâm cậu là nhà họ Vinh hay nhà họ Diệp, nhà của lợn hay nhà của con chó. Sở Trần cười cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Vinh Đông, lập tức xin lỗi. Tống Nhan nụ cười của Sở Trần vô cùng đáng sợ và rùng rợn. Không ai quên được thân phận của Sở Trần, hắn là con rể ngốc của nhà họ Tống. Lúc này không ai dám cùng kẻ ngu xuẩn thương lượng hay uy hiếp hắn. Nếu bạn chọc giận kẻ ngốc, ngọc nát đá vỡ. Mạng sống của Vinh Đông đáng quý hơn nhiều so với kẻ ngốc này. Vinh Đông lúc này trên người khí lạnh trào ra, môi run lên cầm cập. Đây là khách sạn Hoàng Đình. Xung quanh đều là người của hắn. Người bên kia rõ ràng chỉ là tên con rể ngốc nghếch nhà họ Tống. Vốn dĩ phải là bản thân hắn dẫm tên kia xuống dưới chân mới đúng, Vinh Đông không thể hiểu được chuyện này xảy ra như thế nào. Hắn theo bản năng cứng rắn muốn mắng mọt Sở Trần, nhưng cơn đau nhói trong lồng ngực cùng nụ cười ngốc nghếch khủng khiếp của Sở Trần khiến hắn run cả người, một lúc lâu sau mới nuốt nước bọt, Vinh Đông nhắm mắt lại nói, tôi xin lỗi. Vinh Đông toàn thân run lên, nín thở, bị tên ngốc đá dưới chân. Trên đời này, đây là sự nhục nhã chưa từng có của hắn. Khoảnh khắc, Vinh Đông từ từ mở mắt, thấy Sở Trần vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác ngột ngạt trong lòng đột nhiên dâng lên, trợn to hai mắt giống lên, còn chưa đủ sao. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự tức giận quái dị phát ra từ Vinh Đông vào lúc này. Họ có thể tưởng tượng rằng một khi Vinh Đông lấy lại được tự do, anh ta nhất định sẽ điên cuồng trả thù Sở Trần. Nếu Sở Trần là một người thông minh, như thế này là đủ. Người này đến người khác nhìn chằm chằm Sở Trần. Nụ cười trên mặt Sở Trần đã tắt, vẻ mặt bình tĩnh, trầm mặc nhìn Vinh Đông, nghiêm túc nói, cậu còn chưa nói rõ, ai là người cậu xin lỗi. Sở Trần quả thực không phải người thông minh,
Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng Vinh Đông đang ở trên bờ vực của sự tổn thương nghiêm trọng và hắn không thể chịu đựng được thêm một chút kích thích nào nữa. Hy vọng Sở Trờ có thể nhìn rõ sự việc và buông tha cho Vinh Đông, tuy nhiên, anh ta còn ra tay mạnh hơn và ép Vinh Đông một lần nữa. Thật là một kẻ ngu xuẩn, hắn muốn làm cho Vinh thiếu gia phát điên hoàn toàn đây mà. Giám đốc Bàng thầm nghĩ không dám làm ồn, trước tiên ông đã cử người thông báo cho Diệp Thiếu Hoàng. Giám đốc Bàng có thể chắc chắn rằng Vinh Đông hiện tại hoàn toàn muốn xé xác Sở Trần thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, sức mạnh của đôi chân Sở Trần dường như táng lên theo lời nói của anh ta. Tống Nhan tiểu thư, tôi xin lỗi. Vinh Đông dường như trực tiếp sụp đổ. Trong giọng nói khàn khàn của anh, sức lực của toàn thân dường như đã dùng hết sạch. Lúc này, đôi mắt của Vinh Đông đỏ như máu, nước mắt đã chảy dài. Bực bội và tức giận, trong cuộc đời này, hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Có tiếng bước chân từ xa, Sở Trần buông chân, một nhóm người do Diệp Thiếu Hoàng dẫn đầu đi tới. Nhìn Vinh Đông đang khóc dưới chân Sở Trần, vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng chìm xuống, chuyện gì xảy ra vậy? Không có việc gì, Sở Trần thuận miệng trả lời. Tất cả mọi người, tất nhiên ngươi hy vọng nó không việc gì rồi. Vinh Đông lăn đi một đoạn, cách xa Sở Trần, chật vật vô cùng đứng lên, trong mắt hiện lên oán hận. Sở Trần, mày đêm nay có thể đi ra khỏi Hoàng Đình, Vinh Đông cái tên này của ông đây, sẽ viết ngược lại. Giám đốc Bàng, Diệp Thiếu Hoàng nhìn giám đốc Bàng. Không chỉ có Diệp Thiếu Hoàng mà rất nhiều người nổi tiếng thuộc các tầng lớp đều bước ra từ hội trường yến tiệc. Họ đều tò mò bước ra ngoài xem náo nhiệt, Sở Trần cũng nhìn thấy người của nhà họ Tống cũng vội vã bước tới. Vinh Thiếu gia cùng những người khác tới Hoàng Đình, bọn họ vừa xuống xe đã chạm mặt Sở Trần ở cửa. Giám đốc Bàng nói, Vinh Thiếu gia chỉ hỏi Sở Trần về thân phận của Sở Trần, kết quả Sở Trần không những không trả lời còn ra tay động thủ với Vinh Thiếu gia. Trước là nhân lúc Vinh Thiếu gia không để ý đã ra tay tát vào mặt Vinh Thiếu. Sau đó hắn lấy chân dẫm lên người Vinh Thiếu gia để người của chúng ta không dám hành động hấp tấp. Sở Trần, lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên. Tống Thiên Dương và những người khác sải bước về phía trước. Ta không nói là để ngươi về nhà rồi sao? Tống Thiên Dương gầm lên, cậu làm sao lại ở đây? Tống Thiên Dương rất tức giận. Ông ta biết thân phận của Vinh Đông, thực lực của tập đoàn Vinh Thị không thua kém nhà họ Tống. Quan hệ giữa tập đoàn Vinh Thị và nhà họ Diệp rất thân thiết. Bị Sở Trần làm nháo lên như vậy, nhà họ Tống muốn tìm nhà họ Diệp làm núi tựa, càng khó khăn hơn. Tống Thiên Dương lúc này tâm trí tràn ngập những lời nói của Trương Đạo Trưởng. Ngay khi giờ hợi đi qua cũng là lúc vận may của Sở Trần đã hết. Bây giờ có vẻ như nó đã thành hiện thực, nhà họ Tống mượn vận may 5 năm của Sở Trần, nhà họ Tống tin vào lời nói của Trương Đạo Trưởng. Tống Thiên Dương rất hối hận. Một loạt chuyện này sẽ không xảy ra nếu nắn yêu cầu Sở Trần ký tên vào giấy ly hôn ngay từ đầu. Bây giờ nó còn rắc rối hơn. Tống Thiên Dương lúc này thậm chí còn muốn tìm Tống Như Hải và mắng mỏ anh ta một lần nữa. Hắn ta ra lệnh cho Tống Như Hải thu xếp để Sở Trần quay về, thế mà giờ xảy ra chuyện như thế này. Sở Trần, mày muốn hại chết cả nhà chúng ta à? Tống Vân giọng đanh lại, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Con đã sớm nói. Vận xui của Sở Trần sẽ làm hại nhà họ Tống của chúng ta. Tống Tình tức giận, Sở Trần là con rể của nhà họ Tống, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Tống không có lý do gì để nói rằng chuyện này không liên quan gì đến họ. Diệp đại ca, anh biết không, sau ngày mai, Sở Trần sẽ không còn thuộc về nhà họ Tống nữa. Tống Thu bước đến bên Diệp Thiếu Hoàng, thế chuyện tối nay thì sao? Vinh Đông ủ rũ nhìn chằm chằm Tống Thu, người nhà họ Tống ngay cả một con chó cũng quản không tốt. Còn thả ra để cắn người, cô lẽ nào không có lời giải thích sao? Sở Trần khẽ liếc nhìn Vinh Đông. Trong khoảnh khắc, Vinh Đông cảm thấy một loại cảm giác rợn người ùa vào trong lòng, theo bản năng chấn động tinh thần. Cú đá của Sở Trần đẻ lại một cái bóng ma cho anh ta. Vì Sở Trần đánh người, đương nhiên nhà họ Tống chúng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Tống Nhan đứng ra, Vinh thiếu gia, tôi thay mặt nhà họ Tống xin lỗi cậu. Nếu cần bồi thường gì thêm, chúng ta hãy từ từ đi vào nói chuyện. Nhà họ Tống tuyệt đối chân thành xin lỗi. Tôi chịu không nổi sự chân thành của nhà họ Tống. Rốt cuộc, trong mắt Vinh Đông, Tống Nhan là người phụ nữ mà Diệp Thiếu Hoàng thích. Vinh Đông không thể dùng giọng điệu quá gay gắt, nhưng Vinh Đông đương nhiên sẽ không chấp nhận cái gọi là lời xin lỗi. Đây là nỗi xấu hổ cả đời của hắn ta. Nó phải được trả lại bằng máu của Sở Trần. Và cái giá mà gia đình họ Tống phải trả không chỉ là một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Ngày càng có nhiều người tới xem, vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng hơi trầm xuống,
mọi người đang chờ anh ấy đưa ra quyết định, bởi vì đây là khách sạn Hoàng Đình, địa bàn của nhà họ Diệp. Tống Nhan là người phụ nữ mà Diệp Thiếu Hoàng muốn theo đuổi, trong khi Vinh Đông có thể nói là người của nhà họ Diệp. Diệp Thiếu Hoàng nhìn chằm chằm Sở Trần, lúc này trong đầu hắn thậm chí có một tia ý nghĩ. Phải chăng đây là Sở Trần cố ý phá hoại quan hệ giữa hắn và nhà họ Tống? Tuy nhiên, Diệp Thiếu Hoàng lập tức lắc đầu trong ý thức, làm sao một kẻ ngu ngốc có thể tính toán nhiều như vậy được, ngược lại nếu là người thông minh, hắn không thể làm những chuyện như vậy hại người khác và chính mình. Sau đêm nay, ở Thiền Thành, chắc chắn sẽ có hơn một người muốn cái mạng của hắn. Diệp Thiếu Hoàng tin vào việc sự việc đêm nay chỉ là một tai nạn hơn. Đó là một trò đùa gây ra bởi một kẻ ngốc không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên, nhà họ Tống phải trả một cái giá. Tống tiên sinh, Diệp Thiếu Hoàng nhìn Tống Thiên Dương, nhẹ nói, ngài nên biết rằng dự án chúng ta đang nói mấy ngày nay là hợp tác ba bên. Và bên thứ ba chính là tập đoàn Vinh Thị. Nếu tối nay xảy ra chuyện như thế này, coi như cho dù ta có bỏ qua, e rằng tập đoàn Vinh Thị sẽ không còn ý định hợp tác nữa. Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người nhà họ Tống không khỏi biến sắc. Có một cú sốc mạnh trong lòng họ, vẻ mặt Tô Nguyệt tái mét nhìn Tống Thiên Dương. Bà biết nhà họ Tống đã chuẩn bị rất nhiều cho dự án đó, việc hợp tác cơ bản đã thành hình, nếu công bố hợp tác kết thúc vào thời điểm này thì nhà họ Tống sẽ mất mát thảm trọng. Tống Nhan nắm chặt góc áo nhìn Sở Trần. Đêm nay, anh ta thực sự gặp rắc rối. Diệp Thiếu gia, Tống Thiên Dương cố gắng duy trì bình tĩnh, vừa định nói, Diệp Thiếu Hoàng đã xua tay, không cần nói thêm nữa, tôi xin nhận lời xin lỗi của Tống Nhan tiểu thư. Tôi sẽ thay Đông Tử nhận lấy. Chuyện tối nay liền như vậy đi. Diệp Thiếu Hoàng nhìn Vinh Đông, sinh nhật Tống Nhan tiểu thư, cho tôi chút mặt mũi, đi thôi, Diệp đại ca sẽ đi dạo với em và nói chuyện. Vinh Đông hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, sau đó đối với Diệp Thiếu Hoàng gật đầu. Hắn đương nhiên là nghe lời Diệp Thiếu Hoàng. Sự phát triển của tập đoàn Vinh Thị trong những năm qua không khỏi nhờ sự ủng hộ của nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông rời đi, những người xem cũng bắt đầu tản ra. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không có đi về mà đi thẳng vào khách sạn Hoàng Đình. Đêm nay, nhà họ Tống đã xúc phạm đến nhà họ Diệp và tập đoàn Vinh Thị, không ai biết được hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này, những người không có quan hệ sâu sắc với nhà họ Tống đương nhiên sẽ lựa chọn vạch ra một đường rõ ràng. Bữa tiệc sinh nhật của Tống Nhan Tam tiểu thư, giờ đây họ tránh còn không kịp. Chẳng mấy chốc, ở cửa trước của khách sạn Hoàng Đình, chỉ còn lại nhà họ Tống và các bảo vệ của khách sạn Hoàng Đình vẫn đứng ở một bên. Con người của người nhà họ Tống nhìn chằm chằm Sở Trần, cả người đều sắp thở ra lửa. Tất cả đều đang cố để kim nén cơn tức giận trong lòng. Cha, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tống Thu nói, đi về nhà. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Đêm nay, quả là một ngày đặc biệt đối với nhà họ Tống. Theo kế hoạch, ông sẽ tuyên bố trong bữa tiệc tối rằng con rể Sở Trần, người đã ở trong gia đình được 5 năm, sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Tống. Cũng trong kế hoạch của Tống Thiên Dương, nhà họ Tống sau đêm nay sẽ ra thuận thế phát triển bên ngoài, hướng tới đỉnh cao năm xưa. Không ngờ, mọi chuyện xảy ra đêm nay lại đi trái kế hoạch của ông ta. Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nó đã kết thúc. Khi vận may của Sở Trần tiêu tan, gia đình họ Tống dường như phải trở lại tình trạng khó khăn của 5 năm trước một lần nữa sau một đêm. Sở Trần, đi thôi. Tống Nhan nói với Sở Trần, cậu ta không thể đi cùng chúng ta. Tống Thiên Dương lạnh giọng nói, cha nói đúng, Sở Trần không còn tư cách bước chân vào nhà họ Tống. Cậu cút đi, nhà họ Tống bị Sở Trần cậu hại còn chưa đủ sao? Người nhà họ Tống đều tức giận mắng mỏ, nếu không phải thân phận, e rằng muốn xông tới xé nát Sở Trần làm đôi. Cha Tống Nhan còn muốn nói, Tống Thiên Dương đã xua tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, trầm giọng nói, không cần nói, ta cũng chỉ là nghĩ đến an toàn cá nhân của chúng ta. Nghe đến đây, sắc mặt Tống Nhan không khỏi biến sắc. Tống Thiên Dương lạnh lùng nói, con cho rằng thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị đã bị sỉ nhục như vậy, thật sự sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Đừng nói là không tính toán, ta đã hứa với Sở Trần một ngày sau sẽ từ bỏ hắn, nếu Sở Trần có thể an toàn trở lại bước tới cửa nhà họ Tống, ta sẽ đích thân mở cửa nghênh đón. Lâm Tín Bình theo sát mà nhìn chằm chằm Sở Trần một cái, lạnh lùng nói, hắn có thể an toàn trở về, anh sẽ pha cho hắn một chén trà dâng lên. Người nhà họ Tống lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Theo quan điểm của họ, Sở Trần sẽ gặp phải thảm họa nếu bước ra khỏi khách sạn Hoàng Đình vào đêm nay. Tuy nhiên đây chính là do Sở Trần tự mình làm mình chịu.
căn bản nó không đáng để bọn họ thương cảm. Họ thậm chí còn muốn tự mình dạy cho Sở Trần một bài học. Chỉ có vẻ mặt của Tống Nhan là lo lắng, liếc nhìn Sở Trần, thấy Sở Trần không có chút nào lo lắng, Tống Nhan càng cảm thấy bất an hơn, nhìn Tống Thiên Dương nói cha, không cần biết Sở Trần đã làm gì tối nay. Hắn vẫn đại biểu cho nhà họ Tống, trước khi còn chưa rời khỏi nhà họ Tống, anh ấy vẫn là người của nhà họ Tống. Diệp Thiếu Hoàng không có làm khó Sở Trần trước mọi người vì ngại sẽ phải đối phó với nhà họ Tống, nó đã đủ để giải thích cho điều này. Lúc này, chúng ta càng không nên để Sở Trần một mình rời khỏi khách sạn Hoàng Đình, nếu không, các gia tộc lớn ở Thiền Thành sẽ nghĩ gì về nhà họ Tống của chúng ta? Bỏ rơi Sở Trần sẽ bị coi là trò cười và chê cười sự vô năng của nhà họ Tống. Tống Thiên Dương nhìn Tống Nhan chằm chằm, nhưng mặt khác, nếu nhà họ Tống muốn bảo vệ Sở Trần, chúng ta sẽ phải đối địch với nhà họ Diệp. Nhan Nhan, con cho rằng chúng ta có thể chọc nổi nhà họ Diệp sao? Vậy nên đêm nay phải để cho Sở Trần tự sinh tự diệt sao? Tống Nhan xác thực lẩm bẩm. Nhan Nhan, đừng cứng đầu nữa. Tô Nguyệt nói, tuy rằng nhà họ Tống đã mượn vận may của Sở Trần suốt 5 năm, nhưng hắn đối với chúng ta đêm nay còn chưa đủ khổ sở sao? Bữa tối mừng sinh nhật kết thúc còn trước khi bắt đầu. Con nên biết rằng dự án hợp tác với nhà họ Diệp quan trọng như thế nào với chúng ta. Sở Trần giờ đã trở thành một ngôi sao tai ương. Tống Như Hải lúc này vội vàng chạy tới, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Để tài xế lái xe qua đây rồi về nhà ngay. Việc sắp xếp cứ như thế đi. Tống Thiên Dương sắc mặt bình tĩnh. Tống Như Hải mồ hôi lạnh toát chảy ra, cũng không dám nói thêm, vội vàng gật đầu. Hắn còn không có thời gian liên lạc với Tống Bưu, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, Sở Trần đã gây ra đại họa, ảnh hưởng đến nhà họ Tống, hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vợ chồng là chim chung rừng, lâm vào đại nạn nào có chuyện đi riêng. Đôi mắt Tống Nhan lóe một tia kiên định, nhà họ Tống có thể bỏ rơi Sở Trần, nhưng con không làm được. Sở Trần là con mang tới, con nhất định phải đưa anh ấy đi. Tống Nhan đi về phía Sở Trần, đi theo tôi. Sở Trần gật đầu đi theo Tống Nhan. Tống Nhan, Tống Thiên Dương tức giận mở miệng, gọi tên cô. Một ngày còn chưa ký vào đơn ly hôn, con và Sở Trần vẫn là vợ chồng. Tống Nhan nói, con đưa anh ta đi không phải đại diện cho lập trường của nhà họ Tống, mà vì anh ấy là chồng của Tống Nhan con. Nếu con bỏ mặc anh ấy, lương tâm của con sẽ cắn rứt. Tống Nhan bước ra khỏi khách sạn Hoàng Đình mà không hề ngoái lại. Lên xe, cha, chị ba, Tống Thu nhíu mày. Con bé chính là như vậy. Tống Tình không nhịn được tức giận nói, 5 năm nay. Con bé tuy một mực bất mãn về sự sắp xếp của gia đình khi để nó và Sở Trần kết hôn, nhưng nó vẫn luôn quan tâm đến tên ngốc này. Nó luôn cảm thấy mặc cảm vì tai nạn gây ra với Sở Trần nên khiến hắn ngu ngốc. Trong lòng nó luôn day dứt, nếu Diệp Thiếu Hoàng biết rằng Nhan Nhi đã đích thân đưa Sở Trần ra ngoài, sẽ không có cách nào cứu vãn chuyện này. Tống Vân vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được. Con bé thật quá ngây thơ. Tống Thiên Dương lắc đầu, coi như nó tự mình đưa Sở Trần ra ngoài, cũng không cứu được Sở Trần, chỉ có thể nhìn Sở Trần bị tiêu diệt. Tiểu Thu, con hãy đi theo đề phòng và bảo vệ chị ba của con. Vâng, thưa cha, Tống Thu sải bước đi, trực tiếp mở cửa xe và ngồi xuống, chị đừng lo, em có thể bảo vệ chị. Tuy nhiên, em nói trước nếu có ai đó muốn đánh đập Sở Trần, em sẽ không quan tâm. Tống Nhan do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô rất muốn Tống Thu một lần bảo vệ Sở Trần, nhưng cô cũng biết Tống Thu không thể đồng ý. Xe nổ máy và lái chậm chậm rời khỏi khách sạn Hoàng Đình. Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ ở cửa khách sạn Hoàng Đình nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lấy điện thoại di động ra, hắn ở trong xe của Tống Nhan Tam Tiểu Thư, trên xe còn có Tống Thu. Là Tống Thiên Dương sắp xếp để đi theo bảo vệ Tống Tam Tiểu Thư. Trên đường phố tấp nập xe cộ qua lại, nhìn nó có vẻ thanh tĩnh. Nhưng lòng bàn tay của Tống Nhan lại đổ mồ hôi lạnh. Ở Thiền Thành là thành phố sùng võ, thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị, người ngồi sau lưng Tống Thu và đám người khác đều là người học võ. Nhưng càng như vậy, Tống Nhan càng lo lắng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, cô sợ sẽ có chuyện xảy ra mà mình không kiểm soát được. Nhìn từ ánh mắt đó của Vinh Đông, chắc chắn hắn ta nóng lòng muốn đập cơ thể Sở Trần thành nhiều mảnh. Tống Nhan, em dường như rất căng thẳng. Trong xe yên tĩnh, Sở Trần đột nhiên lên tiếng. Từ trong khóe mắt, Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, cô cảm thấy Sở Trần đêm nay thật sự khác trước rất nhiều. Anh vì cái gì mà đánh tên Vinh thiếu gia kia? Tống Nhan không nhịn được hỏi. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, hắn miệng thối dám mắng tôi. Tống Thu khịt mũi sau lưng, tôi cũng mắng anh,
anh tại sao không đánh tôi? Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng cười. Cậu em rể này có phải có xu hướng thích bị bạo hành không? Nếu có cơ hội phải thỏa mãn cậu ta mới được si. Im lặng một lúc, Sở Trần hừ một tiếng, tôi đánh không lại cậu. Tống Thu khinh thường chế nhạo, biết được như thế là được rồi, đừng tưởng dùng cái sức mạnh ngu ngốc mà đi gây rối khắp nơi. Loại người như Vinh Đông, tôi có thể đánh 5 người một lúc. Nghe ra có thể thấy rằng Tống Thu có vẻ khá thành kiến với Vinh Đông. Nói như vậy, cậu có thể bảo vệ tốt Tống Nhan. Sở Trần nói, lời thừa, Tống Thu nhìn chằm chằm Sở Trần, tuy nhiên đừng có nghĩ nhiều quá, cho dù anh có bị giết ở trước mặt tôi cũng sẽ không nhíu mày. Đừng trách tôi không có nhắc nhở anh, nếu như anh bị bọn họ chặn, thật sự sẽ bị đánh chết. Sở Trần nhìn chằm chằm phía trước, sau khi đèn giao thông phía trước chỗ rẽ, sẽ có một con đường tương đối yên tĩnh. Có lẽ, đó là một nơi tốt để bắt đầu. Sở Trần liếc nhìn những chiếc xe đang theo sau qua gương chiếu hậu, vẻ mặt bình tĩnh. Dừng lại ở đèn đỏ. Sở Trần, Tống Nhan nhìn nghiêng, nếu xe của chúng ta bị chặn dừng lại, anh phải chạy càng sớm càng tốt, không được đánh nhau với người ta, hiểu không? Sở Trần giật mình một hồi, nhưng là gật đầu, được. Tôi sẽ để Tiểu Thu cố gắng ngăn chặn chúng. Tống Nhan hít một hơi thật sâu nhìn lại Tống Thu, đừng vội từ chối, có phải cánh chim bây giờ đã cứng cáp, chị gái nhờ em làm chút chuyện cũng không được đúng không? Tống Thu cười khổ, lén lút liếc nhìn Sở Trần. Sau đó cười nói với Tống Nhan, đương nhiên là không phải rồi, chị gái, em sẽ cố gắng hết sức. Đèn xanh đã bật, Tống Nhan quay lại và lái xe vào con phố đó. Rầm, không cảnh báo, một chiếc ô tô từ phía sau đụng vào sau họ. Theo phản xạ, Tống Nhan đạp phanh. Ở một bên, một chiếc xe ô tô khác lao lên rồi đột ngột dừng lại, chặn đầu xe của Tống Nhan. Tống Nhan sắc mặt tái nhợt, cô ấy đã nhận ra, đó chính là người muốn đối phó với Sở Trần. Tống Nhan không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp ra tay tàn bạo như vậy. Sở Trần, chạy đi. Tống Nhan hét ngang một bên, đôi mắt đẹp mở to. Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan, sau đó quay lại nói với Tống Thu, bảo vệ chị gái của cậu. Sở Trần mở cửa xe, nghĩ tới đây, lại xoay người, xe bị đụng hỏng, nhớ bắt bọn họ đền tiền. Tống Nhan vốn là lo lắng, nhưng là nghe đến này cười không nói nên lời, anh chạy ngay đi. Tống Nhan thấy có rất nhiều người đã lao ra khỏi xe của người kia. Sở Trần ngẩng đầu quét qua, sau đó nhẹ thở dài. Anh đã hứa với Tống Nhan sẽ không đánh nhau đêm nay. Sở Trần liền xoay người bỏ chạy. Một màn này cũng khiến đối phương đầy bất ngờ. Đuổi theo hắn, rất nhanh tên kia để ý qua, đồng thời, tên cầm đầu liếc nhìn Tống Nhan trong xe, có ý giễu cợt, tên con rể ngốc nghếch quả nhiên danh bất hư truyền. Thế mà lại để một cô vợ xinh đẹp như vậy ở trong xe và tự mình bỏ chạy, nhưng liệu mày có thể chạy thoát được không? Người này họ Vinh tên là Quan Hàng, anh ta là một võ sư của quán võ Vinh Diệu Quyền ở Thiền Thành. Ở Thiền Thành, võ học được rất nhiều người theo tập, Vinh Diệu Quyền quán là một sản nghiệp của tập đoàn Vinh Thị và nó khá nổi tiếng trong giới võ thuật của Thiền Thành. Vinh Quan Hàng dẫn theo hơn chục tên đệ tử từ Vinh Diệu Quyền quán đuổi theo Sở Trần. Anh ta tự tin. Dựa vào sự am hiểu của địa bàn quanh đây, mười mấy người đối phó một người rất dễ dàng. Một nhóm người đuổi theo anh ta, ngay sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Tống Nhan. Tống Nhan hai tay nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tiểu Thu, đi xem một chút. Tống Thu nhíu mày, chị ơi, ba chỉ bảo em bảo vệ chị. Chị không cần bảo vệ. Tống Nhan lắc đầu, cố nén lo lắng trong lòng, người của tập đoàn Vinh Thị còn không dám làm gì chị đâu, em đi nhanh đi. Trong bốn anh chị em nhà họ Tống, Tống Nhan và Tống Thu có mối quan hệ tốt nhất. Hai người đã ở bên nhau lâu nhất, từ nhỏ, Tống Thu đã nghe lời của Tống Nhan nhất. Lúc này, thái độ của Tống Nhan khá cứng rắn. Tống Thu không nói được gì, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở cửa xe, chị ơi, hãy nghe em nói sự thật. Đêm nay sau những tai họa mà Sở Trần gây ra, anh ta đã không thể sống được ở Thiền Thành rồi, anh ta hẳn là không thể ở lại. Việc anh ta muốn rời khỏi Thiền Thành thậm chí còn khó hơn. Tống Thu sải bước hướng về phía Sở Trần đã rời đi. Tống Nhan nắm chặt tay lái. Lúc này, một chiếc ô tô dừng bên cạnh, cửa mở, người bước ra là thiếu gia nhà họ Diệp, Diệp Thiếu Hoàng. Tống Nhan, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Diệp Thiếu Hoàng vẻ mặt mỉm cười, phong độ lịch lãm, đêm nay là sinh nhật của tiểu thư, vốn không nên náo loạn thành như thế này. Tuy nhiên, bây giờ thì không sao nữa rồi, hãy để tôi đưa tiểu thư về nhà. Tống Nhan khẽ nhíu mày, nhìn sang bên trong xe của Diệp Thiếu Hoàng,
vẫn còn đó vanh đông của tập đoàn Vinh Thị, người vừa bị Sở Trần dẫm nát. Không, tôi đang đợi Tiểu Thư. Tống Nhan lắc đầu từ chối. Tiểu Thư Tống Nhan, để tôi cho cô biết điểm mấu chốt. Vinh Đông cũng bước xuống xe, tôi biết kẻ ngốc kia chính là người chồng trên danh nghĩa của cô, nhưng chậm nhất là ngày mai, cô sẽ phải ly hôn. Tôi cũng có thể nói thẳng với cô rằng đêm nay Sở Trần sẽ bị chặt một chân và một tay. Tôi sẽ nể mặt Diệp đại ca, để lại cho hắn một cái tay để hắn ta ký vào đơn ly hôn. Vinh Đông thở dài và nhìn Tống Nhan, Diệp đại ca như tôi biết ít khi đối xử tốt như vậy với một cô gái. Tống Nhan nắm chặt vô lăng cứng hơn. Vinh Đông, đừng nói nhảm nữa đi. Diệp Thiếu Hoàng vẫy vẫy tay, cười nhạt nói với Tống Nhan, vừa rồi ở trong khách sạn Hoàng Đình tôi không thể không ra quyết định, nhưng hợp tác ba bên, nhà họ Tống, không nhất thiết bị đẩy ra như thế. Tôi sẽ không vì thù oán cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của đại cục. Vinh Đông nói, nếu Tam Tiểu Thư trở thành người nhà rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ việc tiếp tục hợp tác. Sau đó, Vinh Đông bước tới và mở cửa xe cho Tống Nhan. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt của Tống Nhan chìm xuống. Tống Nhan, mời cô lên xe. Diệp Thiếu Hoàng rất ưu nhã đi tới, vươn tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ta đã nói, đêm nay, người phụ nữ này phải bị chinh phục. Không một con mồi nào mà anh ta đã để mắt tới có thể trốn thoát. Cách Diệp Thiếu Hoàng không xa, bên cạnh cây lớn bị bóng tối che khuất, Tống Thu bất giác nắm chặt tay, thật hèn hạ. Dùng sự hợp tác của hai nhà để uy hiếp Tống Nhan. Từ bên cạnh, Sở Trần thở dài, Tống Thu, cậu cứ vậy nhìn chị gái mình bị bắt nạt như vậy sao? Tay của Tống Thu siết chặt hơn. Trong một khoảng thời gian, Tống Thu dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cậu nhìn nghiêng Sở Trần, anh rể ngốc nghếch này dường như thực sự đã thay đổi trong đêm nay, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Sở Trần, anh làm sao lại quay trở lại? Tống Thu rất tò mò. Hắn vừa đi tới liền muốn xem tình huống của Sở Trần, trong tưởng tượng của hắn, Sở Trần lẽ ra bị nằm dạp trên mặt đất, nhưng kết quả Sở Trần lại bình thản quay trở lại. Bọn chúng hẳn là bị mất dấu anh. Sở Trần cười nhìn về phía trước, nói chính sự đi, cậu định làm thế nào? Tống Thu sắc mặt hơi thay đổi. Cậu rất tức giận, tuy nhiên, thân phận của người bên kia khiến cậu vô cùng e ngại. Nhà họ Diệp, Diệp Thiếu Hoàng, đây là sự tồn tại mà nhà họ Tống không thể đắc tội. Tôi có thể làm gì nữa? Vẻ mặt Tống Thu chua xót, Diệp Thiếu Hoàng, làm sao cậu ta có thể khiêu khích hắn? Cậu đúng là đồ bỏ đi. Sở Trần giễu cợt bước về phía trước, không thèm nhìn lại. Anh, khi Tống Thu nghe được câu đầu tiên của Sở Trần, cậu định tức giận phản bác, nhưng những gì Sở Trần nói tiếp theo lại khiến cậu sững sờ. Hãy nhớ kỹ lời anh rể nói, kẻ nào hại người yêu thích của cậu, bất kể là thân phận gì, hãy đánh chết hắn. Tống Thu nhìn Sở Trần từng bước tiếp cận Diệp Thiếu Hoàng. Ven đường có một cái thùng rác, Sở Trần thản nhiên cầm lấy. Diệp Thiếu Hoàng lúc này mới mỉm cười, nhìn về phía Tống Nhan, tay đã đưa tới trước mặt Tống Nhan. Diệp Thiếu Hoàng không vội vàng, anh tin chắc rằng người phụ nữ này nhất định sẽ bị khuất phục. Anh ta tận hưởng cảm giác chờ đợi con mồi của mình bị mắc câu. Này, sau lưng anh ta, một giọng nói vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.